Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 40. Nhìn thấy mẹ người ta hiền từ như vậy, Tần Lâm lập tức ngại ngần nên không nói nữa. Anh vốn muốn nói ra hết chuyện, dù sao để hiểu lầm như vậy thì cũng không hay. Nhưng vừa nhìn thấy mẹ người ta đã nói vậy, lời của Tần Lâm đến miệng rồi lại ngại nói ra. Hồ Gia Hân nháy mắt với Tần Lâm, vui vẻ nói. Lão Tần, đây là mẹ em, chẳng phải anh muốn gặp mẹ em sao? Lần này em đã sắp xếp để hai người gặp nhau đó. Khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch lên, cô gái này thù dai thế, chẳng phải chỉ là khao một bữa cơm thôi sao mà lại làm ra chuyện này. Chào dì ạ, cháu là Tần Lâm, mời dì ngồi. Cho dù đấu võ mồm với Hồ Gia Hân như thế nào thì vẫn phải tôn trọng mẹ người ta. Sau khi ngồi xuống, Hồ Gia Hân cười hi hi, đúng rồi lão Tần, chẳng phải anh nói đã chuẩn bị quà gặp mặt cho mẹ em rồi sao? Anh lấy ra đi. Tần Lâm híp mắt, cô gái này thù dai thế, bàn cơm đầy món thế này chắc cũng phải mấy chục nghìn, cô ấy cứ bắt Tần Lâm phải chi tiền thì mới chịu được. Mẹ Hồ cũng rất khách khí, ôi, không cần khách khí thế đâu, dì không thiếu thứ gì, cũng đâu phải người ngoài, không cần phải khách khí như vậy. Mẹ Hồ cũng nói thật lòng, Hồ Gia Hân nhiều tiền như vậy, cô ấy cũng là con nhà giàu, nhất định chẳng thiếu thứ gì. Hồ Gia Hân nói như vậy là muốn Tần Lâm chi tiền thôi. Tần Lâm cười, dì nói đúng, Gia Hân nhiều tiền như vậy, hai người cũng không thiếu thứ gì. Có điều lần đầu gặp mặt cháu cũng nên thể hiện chút lòng thành, cháu đã chuẩn bị cho dì một món quà nhỏ. Nói xong Tần Lâm lấy ra một tờ khăn giấy rồi gấp lại, một lúc sau đã gấp thành bông hoa hồng. Hồ Gia Hân nhếch khóe miệng, em nói với anh này lão Tần, chẳng nhẽ anh định tặng mẹ em một bông hoa gấp từ giấy à? Tần Lâm cười không nói gì. Sau khi gấp xong bông hoa màu trắng, Tần Lâm lấy bật lửa ra, chậm rãi đốt nó. Bông hoa hồng gấp bằng giấy lập tức bùng cháy, sau đó Tần Lâm tóm lấy nó. Tờ giấy bị thiêu thành ngọn lửa, Tần Lâm mở lòng bàn tay ra, bên trong có một bông hoa hồng màu đỏ. Dì à, cháu tặng dì bông hoa này? Mẹ Hồ lập tức mỉm cười, màn ảo thuật vừa rồi mới là món quà thật sự. Mẹ Hồ rất thích, cảm ơn tiểu Tần. Hồ Gia Hân nhìn bình hoa trên bàn, bên trong thiếu mất một bông. Cô ấy liền liếc mắt, tên Tần Lâm này đúng là biết bày trò, dùng một bông hồng mà cũng lừa được mẹ mình. Được rồi, cứ vậy đã, ăn cơm thôi. Hồ Gia Hân vừa định ngồi xuống thì Tần Lâm đột nhiên duỗi tay ra, kéo cô lại. Cánh tay trắng nõn nà của Hồ Gia Hân bị tóm lại, cô lập tức cảm thấy hơi lo lắng, đừng có nhìn vẻ kiêu ngạo, bình thường suốt ngày bày trò đùa cợt với Tần Lâm của cô ấy. Nhưng khi gặp chuyện thật sự thì cô ấy vẫn sẽ căng thẳng, ngại ngùng theo bản năng. Anh làm gì vậy? Hồ Gia Hân trừng to mắt. Tần Lâm cười, gì đâu phải người ngoài, em ngượng cái gì chứ, ngồi ở chỗ anh này. Nói xong, Tần Lâm kéo Hồ Gia Hân lại, cô ấy đứng không vững, mông ngồi thẳng xuống đùi Tần Lâm. Tư thế của hai người rất mờ ám, Hồ Gia Hân còn chưa từng thân mật với một người đàn ông nào như vậy đâu. Mặt cô bỗng đỏ ửng lên. Vệt đỏ từ trán lập tức lan ra cổ. Hồ Gia Hân vừa thẹn thùng vừa xấu hổ. Tên họ Tần, anh. Mẹ Hồ lại chẳng nghĩ gì, ha ha, thanh niên bây giờ thoáng hơn bọn mẹ nhiều, đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết là chuyện bình thường, không cần phải như bọn mẹ khi xưa đâu. Mẹ Hồ có vẻ rất vui, chẳng lấy làm lạ với chuyện này. Tần Lâm cười mỉm, nhìn Hồ Gia Hân, trong lòng nghĩ, chẳng phải cô muốn giả làm người yêu với tôi sao? Vậy tôi sẽ diễn với cô đến cùng. Hồ Gia Hân ngồi trên đùi Tần Lâm, nghiến răng nghiến lợi. Vốn cho rằng lần này, cô ấy mặc dù mời khách nhưng Tần Lâm cũng phải chi chút tiền, chịu chút khổ. Hồ Gia Hân nghĩ ra cách đấy, kết quả Tần Lâm không những không chịu khổ, mà ngược lại còn chiếm lợi từ cô ấy. Hồ Gia Hân ngồi trong lòng Tần Lâm, hai người trông cực kỳ thân mật, cô ấy cũng không dám phản kháng. Nếu như cứ cố giãy giụa thì lại giống như cô chẳng có quan hệ gì với lão Tần, thế chẳng phải lộ tẩy trước mặt mẹ cô sao? Hồ Gia Hân nhắm mắt ngồi trên đùi Tần Lâm ăn cơm, nghe Tần Lâm và mẹ Hồ nói chuyện. Tần Lâm vừa nói chuyện vừa cắn lấy một quả nho, muốn đút cho Hồ Gia Hân. Mặt Hồ Gia Hân đỏ rực, tức đến mức trợn to mắt, cô ấy liền nói nhỏ. Tên họ Tần kia, anh đừng có mà quá đáng. Tần Lâm cười, nói trước mặt mẹ Hồ. Gia Hân ăn nho đi. Nói xong còn véo mông của Hồ Gia Hân. Hồ Gia Hân tức đến mức mặt đỏ rực, mẹ Hồ mặc dù không nói gì, nhưng cô ấy đã chọn diễn kịch thì nhất định phải diễn đến cùng.
Hồ Gia Hân chỉ có thể chịu đựng nhận lấy quả nho từ miệng Tần Lâm. Hai người vừa chạm môi liền tách nhau ra, mặc dù chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng cũng đã hôn vào môi nhau rồi. Hồ Gia Hân cảm thấy mặt mình muốn bùng cháy, muốn độn thổ cho xong, thậm chí còn nghĩ đến việc tìm cái lỗ nào rồi chui vào. Xong rồi, lỗ vốn rồi. Em mệt rồi, em qua kia ngồi đây. Hồ Gia Hân tìm cớ để vội vàng dậy khỏi người Tần, ngồi bên cạnh mẹ Hồ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ Gia Hân hung ác trợn trừng mắt nhìn Tần Lâm, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ nhất định phải tìm cơ hội trả thù tên này, tên khốn. Khi ba người đang ăn cơm, một người phụ nữ đột nhiên đi tới, nhìn thấy Hồ Gia Hân thì kinh ngạc kêu lên. Hồ Gia Hân à, sao lại trùng hợp thế này, lại gặp cô ở đây cơ à? Hồ Gia Hân nhíu mày, lệ tát. Người phụ nữ trước mặt có vẻ là con lai, hõm mắt khá sâu, trông rất xinh, chỉ có điều kém sắc hơn Hồ Gia Hân một chút. Lúc trước Hồ Gia Hân từng đi du học, mà lệ tát này là bạn học khi cô còn học thiết kế trang sức ở Milan. Mấy cô gái học ở Milan được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là như Hồ Gia Hân, thực sự đến để học chuyên ngành, học thiết kế trang sức chuẩn bị về nhà làm ngành này. Loại thứ hai là vì tiếp cận với người giàu, đi nước ngoài du học cơ bản để kiếm thiếu gia giàu có, bọn họ học ở đây vì muốn quen thiếu gia nhà giàu, sau đó gả vào hào môn. Mà lệ tát lại là loại thứ hai. Lúc đầu khi học ở trường, lệ tát chỉ cần nhìn thấy thiếu gia nhà giàu là sẽ thả thính, đợi người ta theo đuổi. Từng có một thiếu gia nhà giàu theo đuổi lệ tát, kết quả vô ý nhìn thấy Hồ Gia Hân nên bỏ cô ta luôn mà theo đuổi Hồ Gia Hân. Mặc dù về sau Hồ Gia Hân không đồng ý nhưng chuyện này khiến lệ tát hận Hồ Gia Hân. Người đàn ông theo đuổi cô ta nhìn thấy Hồ Gia Hân liền lập tức chuyển mục tiêu, điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là Hồ Gia Hân có mị lực hơn lệ tát. Vậy nên lệ tát vẫn luôn ôm hận với Hồ Gia Hân, về sau hai người luôn hơn thua ở trong trường, so vẻ ngoài, so ngoại hình, so người theo đuổi. Hồ Gia Hân cũng không phải loại dễ chơi, có người dám khiêu chiến với cô ấy. Cô ấy nhất định không khách khí. Mỗi lần lệ tát có người theo đuổi, Hồ Gia Hân sẽ xuất hiện trước mặt người đàn ông đó, gửi tín hiệu cho anh ta, sau đó người đàn ông đó liền đổi mục tiêu, theo đuổi Hồ Gia Hân. Mỗi lần đều như vậy, lệ tát tức muốn chết. Cho nên hai người được coi là kẻ thù không đội trời chung của nhau ở trường đại học, thậm chí trước khi tốt nghiệp lệ tát còn không tìm được bạn trai. Chỉ cần người đàn ông đang theo đuổi lệ tát nhìn thấy Hồ Gia Hân, thì anh ta sẽ lập tức đổi mục tiêu sang theo đuổi Hồ Gia Hân. Bây giờ lệ tát nghĩ đến chuyện này vẫn còn tức giận, nhiều năm như vậy, nếu không có Hồ Gia Hân thì chắc chắn cô ta đã tìm được nhiều bạn trai rồi, cuộc sống cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Cho nên ngày hôm nay gặp mặt, đúng là kẻ thù gặp nhau, vô cùng chướng mắt. Nhìn một bàn thức ăn, lệ tát cười lạnh. Nghe nói bây giờ cô làm bà chủ, lợi hại quá, nhưng mà vẫn phải tự sống bằng sức lực của mình có khổ sở lắm không? Hồ Gia Hân cười nhạt, cũng ổn, tôi học về ngành này, cũng là sở thích của tôi, chẳng có gì khổ hay không khổ cả. Lệ tát cười khinh thường, không thể nói như vậy được, nhìn cô khổ sở như vậy tôi cũng rất thương xót, đôi khi phụ nữ không thể quá mạnh mẽ, vẫn phải dựa vào đàn ông, nếu phụ nữ mà phải tự lao động bằng đôi tay của mình thì cần đàn ông để làm gì? Đúng không? Ý lệ tát muốn nói là mặc dù bây giờ Hồ Gia Hân rất giàu nhưng số tiền đó là do bản thân tự kiếm ra. Gặp phải rất nhiều khó khăn, rất mệt, chẳng bằng tìm một người đàn ông, mỗi ngày trang điểm xinh đẹp, sao phải mệt như vậy chứ? Hồ Gia Hân thì không nghĩ như vậy, tam quan của hai người không giống nhau, Hồ Gia Hân thích bản thân lao động dựa vào sức mình hơn, như vậy mới gọi là bản lĩnh, mặc dù có mệt một chút cũng không cần phải ngửa tay xin tiền người khác. Còn lệ tát thì không như vậy, lệ tát cảm thấy có thể dụ dỗ đàn ông mới là bản lĩnh của cô ta. Hồ Gia Hân cười chế giễu rồi nói. Nếu cô không có chuyện gì nữa thì đừng nói chuyện với tôi phải ăn cơm với bạn trai. Thấy Hồ Gia Hân đã có bạn trai, lệ tát vô cùng khó chịu. Lúc học đại học, vì Hồ Gia Hân bỏ lỡ không biết bao nhiêu chàng trai ưu tú nên bây giờ cô ta thấy hơi coi thường những chàng trai đó. Không ngờ Hồ Gia Hân lại tìm được bạn trai, không được, cô ta nhất định phải báo thù. Năm đó, Hồ Gia Hân cướp biết bao nhiêu người bạn trai của cô ta. Lần này nhất định phải báo thù, phải cướp được bạn trai của Hồ Gia Hân mới hả dạ. Lệ tát bước tới trước mặt Tần Lâm, mùi nước hoa cao cấp trên người tràn ngập xung quanh, lệ tát hơi khom lưng, lộ ra vòng một đầy đặn,
từ góc độ của Tần Lâm có thể nhìn rõ đường cong hoàn mỹ của cô ta. Một tay Lệ Tát vịn vào bàn, khom người nhìn Tần Lâm, hương thơm quanh quẩn khắp nơi, hai mắt cô ta nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm rồi nói. Chào anh, làm quen với nhau một chút, em là bạn học của Hồ Gia Hân, tên là Lệ Tát. Nói xong, Lệ Tát đưa một tay ra trước mặt Tần Lâm, muốn bắt tay anh. Chỉ cần hai người bắt tay là Lệ Tát có cơ hội dùng ngón tay vẽ tín hiệu vào tay Tần Lâm rồi. Đàn ông đều là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cho dù Tần Lâm đã có người bạn gái như Hồ Gia Hân, nhưng chỉ cần dụ dỗ một chút cũng rất dễ ngoại tình. Dù gì thì anh cũng chỉ để ý đến việc đổi một người bạn gái khác chứ chắc chắn không để ý việc có thêm một người bạn gái. Hồ Gia Hân chau mày, người phụ nữ này điên rồi, ở trước mặt mọi người mà dám trắng trợn dụ dỗ bạn trai của cô ấy. Cho dù hai người không phải người yêu thật sự của nhau, nhưng ít nhất bọn họ cũng thể hiện là người yêu thật sự, người phụ nữ này làm như vậy thật sự quá đáng. Nhưng điều làm Lệ Tát thất vọng là Tần Lâm không có hứng thú với loại người này. Làm quen với cô, tại sao phải làm quen với cô? Câu nói của Tần Lâm khiến Lệ Tát ngây người, cánh tay giơ trước mặt Tần Lâm cứng đờ lại. Cái này, ha ha, thêm một người bạn không phải là một chuyện vui sao? Lệ Tát giả vờ lẳng lơ nói với Tần Lâm. Tần Lâm vẫn không hề nhúc nhích, lạnh lùng nói. Tôi lại thấy đây không phải là chuyện vui, tôi cũng không muốn quen cô. Nghe thấy câu nói của Tần Lâm, Hồ Gia Hân thực sự rất vui, suýt nữa thì bật cười. Tần Lâm đúng là thẳng nam mà. Đương nhiên, Tần Lâm không phải thẳng nam thật, chỉ là đối với một số người anh mới thể hiện như vậy, gặp người mình thích đương nhiên sẽ không như vậy. Lệ Tát bị Tần Lâm làm cho nghẹn họng. Nhưng cô ta vẫn không cảm thấy gì cả, người đàn ông như thế này khá thẳng thắn, nhưng có thẳng hơn nữa cũng không thể thoát khỏi mỹ nhân kế. Lệ Tát chuẩn bị tâm lý lại một lần nữa, sau đó nói. Anh đẹp trai, xem ra anh không nhiệt tình với em cho lắm. Có phải vì có người khác ở đây không? Hay là hôm khác chúng ta gặp nhau riêng nhé? Em đảm bảo sẽ làm cho anh lưu luyến không quên. Lệ Tát, Hồ Gia Hân đứng lên, vẻ mặt có chút tức giận. Bây giờ người phụ nữ này đã không quyến rũ một cách bình thường mà vô cùng lẳng lơ. Hồ Gia Hân tức giận nghiến răng nghiến lợi, chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ như thế này. Lệ Tát chẳng thèm để ý, trong mắt cô ta, quyến rũ đàn ông là bản lĩnh của cô ta. Nếu người đàn ông của bạn bị người khác cướp mất thì đó là lỗi của bạn. Lệ Tát thích nhất câu nói đó, trông chừng người đàn ông của các người cho kỹ, tôi ra tay đây. Nhưng Lệ Tát lại chẳng được bất cứ lợi ích gì từ chỗ Tần Lâm. Tần Lâm nghe vậy thì lạnh lùng nói. Không cần đâu, tôi không muốn gặp riêng với cô. Lời của Tần Lâm khiến Lệ Tát lại xấu hổ một lần nữa, cô ta chau mày, không tin người đàn ông này không hiểu ý của cô ta. Lệ Tát cắn môi nói. Xem ra cách ăn mặc trang điểm hôm nay của em không thu hút được anh rồi. Hay để hôm nào em đổi bộ đồ khác cho anh xem nhé. Anh thích kiểu gì? Trang điểm theo kiểu thanh xuân hay kiểu gợi cảm điên cuồng. Em đều có thể thay đổi cho anh xem đấy. Bây giờ Lệ Tát đã dụ dỗ vô cùng trắng trợn không nể nang gì cả, thậm chí không quan tâm ánh mắt của người khác, nếu là người đàn ông bình thường thì e là đã có dấu hiệu từ vòng đầu tiên rồi. Cho dù có bạn gái bên cạnh cũng sẽ phải lấy phương thức liên lạc gì đó. Nhưng Tần Lâm lại chẳng có phản ứng gì với cô ta. Vừa nói xong, Tần Lâm liền nâng mắt lên. Nhìn cô ta một cái rồi nghiêm túc nói. Cô hiểu nhầm rồi, tôi không để ý tới cô không phải vì cách ăn mặc của cô không đẹp, mà là vì cô không xinh đẹp, nhân phẩm, da rẻ, cơ thể cũng không đẹp, cô có hiểu không? Tần Lâm vừa nói xong, cả nhà hàng đều im lặng. Mọi người ngây người, những người hóng chuyện cũng há hốc miệng. Câu nói này đúng là đắt giá, đúng là không để cho người ta chút mặt mũi nào. Không xinh đẹp, nhân phẩm, da rẻ. Cơ thể cũng không đẹp. Vậy chắc chẳng còn chỗ nào đẹp rồi. Hồ Gia Hân cuối cùng cũng không chịu được nữa, bật cười cười thành tiếng, ôm bụng cười tâu toét. Giống như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời vậy. Tần Lâm quá thẳng thắn rồi, ha ha ha. Vẻ mặt của Lệ Tát thực sự rất khó coi, cô ta không ngờ rằng Tần Lâm lại nói những lời như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trước mặt nhiều người như vậy, cô ta lại nhảy cả buổi vậy mà người ta lại nói cô ta không đẹp chỗ nào cả. Không để ý thì là không để ý, không phải vì ăn mặc hay trang điểm mà là bản thân cũng chẳng ra thể thống gì.
Lệ Tát nghiến răng nghiến lợi, tên Tần Lâm này thật quá đáng, sao có thể nói cô ta như vậy chứ? Thấy Hồ Gia Hân cười như được mùa, Lệ Tát vô cùng tức giận. Cô cười cái gì, cô im miệng ngay. Nói xong, Lệ Tát xông lên, giơ cánh tay định tát Hồ Gia Hân. Mặc dù Hồ Gia Hân là bà chủ lớn, nhưng trong mắt Lệ Tát, cô ấy chỉ là bạn học thôi, đánh cô ấy cũng chẳng thành vấn đề. Bốp! Sau khi giơ tay lên, bốp một tiếng, lại phát hiện ra cánh tay vẫn đang giơ lên. Tốc độ của Tần Lâm rất nhanh, một người phụ nữ sao có thể so sánh với anh chứ? Có Tần Lâm ở đây, Lệ Tát sao có thể đạt được ý muốn? Lệ Tát thấy Tần Lâm chặn cái tát của cô ta, lập tức nổi điên. Con mẹ nó anh làm gì vậy hả, muốn chết phải không? Vừa nói xong, Tần Lâm đột nhiên giáng một cái tát xuống. Bốp một tiếng, tát trúng vào mặt Lệ Tát. Khuôn mặt Lệ Tát lập tức hiện lên rõ năm vết ngón tay, sau đó sưng tấy lên. Nước bọt cô ta cũng văng ra ngoài, khuôn mặt nóng hừng hực, một nửa khuôn mặt mất đi cảm giác. Lệ Tát tức muốn chết, một lúc lâu vẫn chưa định thần lại, không ngờ người đàn ông này dám đánh cô ta, đúng là muốn chết. Anh, .ans dám đánh tôi. Anh có biết bố tôi là ai không? Tần Lâm cười lạnh, bố cô là ai thì kệ cô mà còn lại nhảy nữa cô có tin tôi đánh cô tiếp không? Tần Lâm chẳng thèm nể mặt kiểu phụ nữ như thế này, cô ta lại nhảy bên tai anh còn có thể nhịn chứ động tay động chân đánh người thì chỉ có muốn chết. Lệ Tát thấy Tần Lâm vẫn muốn đánh tiếp, sợ hết hồn, lùi về đằng sau mấy bước, ôm mặt tỏ vẻ căng thẳng. Tên khốn, Hồ Gia Hân, hai người cứ đợi đó, nói cho anh biết, bố của tôi làm trong giới giải trí đấy, các người dám đối xử với tôi như thế tôi sẽ khiến các người chết không toàn thây. Nói xong Lệ Tát vội vàng chạy ra ngoài. Cũng không cần phải tiếp tục ở đây, Lệ Tát lập tức chạy ra ngoài. Hồ Gia Hân chống nạnh, vô cùng hả giận hừ một cái. Con điếm, đáng đời. Anh Tần, không thể không nói anh đánh rất đẹp. Tần Lâm cười cũng không nói gì nữa. Cái tát của anh cũng là để chút giận cho Hồ Gia Hân, còn về việc bố của Lệ Tát là ai, đương nhiên anh chẳng thèm quan tâm. Loại phụ nữ không có giáo dục như thế này thì có lẽ phụ huynh cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nếu dám chọc vào Tần Lâm cũng không ngại xử lý. Mẹ Hồ thì có chút lo lắng, hay là chúng ta đi trước đi. Nếu tiếp tục ở lại đây thì thực sự không phải là cách hay, nhỡ người ta thực sự tìm người quay lại đây thì sao? Tần Lâm nói, không sao đâu dì cứ ngồi xuống ăn ngon miệng là được rồi, nếu thật sự có người tìm đến, cháu sẽ tự có cách giải quyết bọn họ. Hồ Gia Hân cười, đúng đấy, mẹ cứ yên tâm đi, bạn trai con rất lợi hại, người bình thường không ai dám động vào anh ấy đâu, đúng không? Hồ Gia Hân tỏ ý trêu chọc, vốn không phải lời khen từ trong lòng. Mà cô ấy muốn xem Tần Lâm phải nhận thua mới chịu. Tần Lâm cười bất đắc dĩ, lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Không biết trong đầu Hồ Gia Hân đang nghĩ cái gì, anh thật sự không biết, cũng chẳng đoán nổi, nên tốt nhất là không gây chuyện với cô ấy. Ba người ngồi ăn cơm được mấy phút thì đột nhiên có một người phụ nữ trung niên trang điểm đẹp đẽ bước vào, bà ta đeo chiếc kính đen, trên người toàn là những đồ trang sức đắt đỏ. Nhìn thấy mẹ Hồ, đột nhiên bà ta ngây ra một lúc. Tử Tuệ, sao lại là cô? Tên của mẹ Hồ là Tử Tuệ, nghe thấy có người gọi, bà ấy cũng ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia thì chau mày, không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Lý Hiểu Quyên. Lý Hiểu Quyên chau mày lại, tỏ vẻ châm chọc, nói ẩn ý. Được đấy, Tử Tuệ, bây giờ cô cũng giàu có rồi đấy, có thể ăn ở nhà hàng cao cấp thế này cơ mà. Cô cũng lớn tuổi như thế này rồi, không phải cũng đi góp đơn chia tiền cùng người khác đấy chứ. Trong lòng Lý Hiểu Quyên có chút khó chịu, bình thường bà ta còn không dám đến kiểu nhà hàng Michelin 3 sao này, nếu không phải có bạn mời đến thì bà ta còn chưa bao giờ đến đây nữa. Không ngờ lại gặp người quen ở đây, đúng là khiến cho bà ta bực mình. Quan trọng là gặp ai không gặp lại gặp ngay Từ Tuệ. Đây là kỳ phùng địch thủ của bà ta thời còn trẻ. Năm đó bà ta và Từ Tuệ cũng thích bố của Hồ Gia Hân, cuối cùng bố của Hồ Gia Hân lại chọn Từ Tuệ, hai người lên nghĩa vợ chồng. Chuyện này đã kích lớn đến Lý Hiểu Quyên, đến bây giờ vẫn còn ôm hận trong lòng, mặc dù nhiều năm như vậy bọn họ không liên lạc với nhau nhưng Lý Hiểu Quyên vẫn luôn chú ý đến Từ Tuệ, không có chuyện gì là lại vào trang cá nhân của bà ấy để xem. Chỉ cần thấy đối phương gặp chuyện gì khó khăn là tâm trạng bà ta sẽ tốt lên.
Hôm nay Lý Hiểu Quyên đến nhà hàng cao cấp này là muốn làm màu một chút, chụp ảnh đăng lên mạng cho Từ Tuệ thấy cuộc sống bây giờ của bà ta. Nhưng không ngờ hai người lại gặp nhau ở đây, bà ta rất bực mình. Từ Tuệ cười rồi nói, đây cũng có phải nơi đắt đỏ gì đâu, sao lại không ăn được ở đây chứ? Bình thường Từ Tuệ cũng là người khiêm tốn, nhưng hôm nay gặp phải đối thủ nên cũng có phần nổi nóng. Nhìn thấy dáng vẻ của Từ Tuệ, Tần Lâm biết ngay Hồ Gia Hân giống ai rồi, hai mẹ con đúng là giống nhau y hệt. Nghe thấy lời của Từ Tuệ, mặt Lý Hiểu Quyên đen lại, có chút không vui nói. Ôi, theo như lời cô nói thì nhà hàng Michelin là nơi cô thường xuyên đến ăn đúng không? Từ Tuệ cười, có thể nói là như vậy, bây giờ con gái của tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, đừng nói là ăn ở Michelin, đến mua mấy cái Michelin cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều tôi thấy nhà hàng này không nhiều món ngon, chẳng bằng nhà hàng kiểu truyền thống ấy. Từ Tuệ nói xong, Lý Hiểu Quyên nghiến răng nghiến lợi, giả vờ giỏi lắm, sao lại ba hoa phét lác đến thế chứ? Còn mua mấy cái nhà hàng Michelin cơ à, con gái cô là tỷ phú sao? Phát tài rồi, bây giờ nhà cô làm ăn buôn bán cái gì vậy? Cướp ngân hàng sao? Lý Hiểu Quyên tỏ vẻ phẫn nộ, không tin những gì Từ Tuệ vừa nói. Đúng thật là những người có thể mua được nhà hàng Michelin đều là những tỷ phú. Con gái của Từ Tuệ nhiều tiền đến vậy sao? Hồ Gia Hân chỉ cười không nói gì, để cơ hội cho mẹ cô ấy thể hiện một chút. Với thân phận của Hồ Gia Hân, cô ấy chẳng thèm để ý mấy cái nhà hàng Michelin còn con này. Cô là bà Hoàng trang sức ở Hoa Hạ, tài sản mấy chục tỷ, người bình thường làm sao so sánh được. Từ Tuệ cười lạnh, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý, liếc mắt qua mấy đồ trang sức trên người Lý Hiểu Quyên rồi nói. Trang sức trên người cô đều là của châu báu Gia Hân phải không? Nhìn trông cũng đẹp đấy. Lý Hiểu Quyên ngây người, không ngờ Từ Tuệ lại khen bà ta, khiến bà ta có chút bất ngờ, hừ lạnh một tiếng, nói. Đúng đấy, đây là trang sức của châu báu Gia Hân, bộ nào cũng phải trên dưới mấy chục nghìn, cô ngưỡng mộ rồi sao? Cô cũng muốn mua. Từ Tuệ cười lớn, ha ha, tôi ngưỡng mộ lắm, nhưng tôi không cần mua, châu báu Gia Hân. Giới thiệu với cô, đây là con gái tôi Hồ Gia Hân. Lý Hiểu Quyên đột nhiên ngây người, liếc nhìn Hồ Gia Hân, vẻ mặt biến sắc, cuối cùng đứng đờ luôn tại chỗ. Hồ Gia Hân, là bà chủ của châu báu Gia Hân. Hồ Gia Hân cười nhạt, gật đầu, đúng vậy, bộ trang sức bà đang đeo là mẫu được nhiều người ưa chuộng của châu báu Gia Hân, là bộ trang sức rẻ nhất của chúng tôi, cảm ơn bà đã ủng hộ. Hồ Gia Hân nói xong, vẻ mặt Lý Hiểu Quyên lập tức cứng đờ lại. Nhục, nhục quá. Còn định khoe khoang với người ta về bộ trang sức của mình, nhưng lại bị Hồ Gia Hân đánh phủ đầu. Người ta là bà chủ của châu báu Gia Hân, đúng là chớ trêu thay. Lý Hiểu Quyên cắn răng, hừ lạnh. Hừ, vậy thì sao, chẳng qua là dựa vào nhan sắc để phất lên thôi. Nếu ban đầu cô không quyến rũ anh Hồ thì có thể đẻ ra đưa con gái như thế này không? Lý Hiểu Quyên vô cùng tức giận, theo bà ta thấy. Nếu năm đó Từ Tuệ không cướp mất bạn trai của bà ta thì bây giờ cô con gái châu báu kia đã là của bà ta rồi. Lý Hiểu Quyên nói xong, Từ Tuệ có chút tức giận. Họ Lý kia, cô đừng có mà vô liêm sỉ. Từng tuổi này rồi mà cô còn không biết ngại sao. Cô còn chút sĩ diện nào không hả? Lý Hiểu Quyên, tôi vô liêm sỉ. Không biết ai mới là người vô liêm sỉ đâu. Dụ dỗ người đàn ông của tôi, mà cô còn dám khoe khoang sao? Con gái điếm thối vô liêm sỉ là cô đấy. Cô nói láo, Lý Hiểu Quyên, là cô không có bản lĩnh còn dám nói người khác là gái điếm, cô mới là con gái điếm vô liêm sỉ nhất đấy. Từ Tuệ chửi lại, Lý Hiểu Quyên cùng gân cổ lên giận dữ, con điếm, tao liều mạng với mày. Lý Hiểu Quyên lập tức xông lên, tát vào mặt Từ Tuệ, con gái giàu thì sao chứ, tôi cứ đánh cô đấy. Tần Lâm chau mày, phụ nữ bây giờ làm sao thế? Sao cứ cãi nhau là lại đánh nhau vậy? Anh bất đắc dĩ lắc đầu, lại ra tay một lần nữa. Có Tần Lâm ở đây, anh chắc chắn sẽ không để mẹ con Hồ Gia Hân bị thương, lập tức bắt lấy cánh tay của Lý Hiểu Quyên, nói. Ở đây là nơi đông người, tôi khuyên bà đừng ra tay, nếu không người bị thiệt chỉ có bà mà thôi. Lý Hiểu Quyên ngây người, vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn Tần Lâm rồi nói. Con mẹ nó cậu dọa tôi à? Thằng oát con vô liêm sỉ này, cậu ăn bám bọn họ đúng không? Cậu ăn bám ai, già hay trẻ, hay là cả hai? Lý Hiểu Quyên thẹn quá hóa giận,
giống như một con chó điên gặp ai cũng cắn vậy. Nhìn thấy Tần Lâm ra mặt, bà ta đương nhiên phải chửi rủa vài câu. Tần Lâm chỉ muốn can ngăn, nhưng Lý Hiểu Quyên nói khó nghe như vậy, Tần Lâm lập tức có chút tức giận. Miệng của bà vô duyên thật đấy. Nói xong, Tần Lâm giáng một cái tát thẳng vào mặt Lý Hiểu Quyên. Bốp một tiếng, khuôn mặt Lý Hiểu Quyên lập tức sưng vù lên, in rõ 5 vết ngón tay. Cái tát của Tần Lâm không hề nhẹ, vô cùng vang dội, tất cả khách trong nhà hàng đều nghe thấy, ai cũng quay đầu lại nhìn Lý Hiểu Quyên với khuôn mặt hóng chuyện. Vẻ mặt Lý Hiểu Quyên vô cùng khó coi, mất mặt ở nhà hàng lớn như vậy đúng là tức cái lồng ngực. Bà ta cắn răng, hận không thể cắn nát cả hàng răng giả. Thằng khốn, mày dám đánh tao, mày có biết chồng tao làm gì không hả? Tần Lâm lập tức cười lạnh, câu này hình như lúc nãy vừa mới nghe, không ngờ là lại phải nghe lại lần nữa. Chồng bà là ai thì kệ bà, nhiều lời làm gì, tôi sẽ khiến bà không ra khỏi đây được đấy, bà có tin không? Tần Lâm lại phải nói một lần nữa câu nói vừa này. Lý Hiểu Quyên nghiến răng nghiến lợi, được, các người cứ đợi đấy cho tôi, đừng có đi. Nói xong, Lý Hiểu Quyên lập tức xông ra ngoài. Tự Tuệ cũng tức giận, không ngờ Lý Hiểu Quyên lại bệnh quạng đến vậy, hơn nữa ăn nói còn khó nghe, đúng là muốn chết mà. Sau khi Lý Hiểu Quyên rời đi, Tự Tuệ có chút lo lắng hỏi. Tiểu Tần, hay là chúng ta đi thôi, ở đây phiền phức quá. Lát nữa người ta đến thật thì không hay đâu. Hồ Gia Hân cũng gật đầu, vâng, chúng ta đi thôi, em cũng không đưa vệ sĩ theo, em sợ lát nữa sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm mất. Tần Lâm nói, được rồi, dù sao cũng ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Tần Lâm đương nhiên không sợ gì cả, cho dù hai người phụ nữ kia có gọi ai đến Tần Lâm cũng không sợ. Nhưng cho dù không sợ cũng chẳng có lý do gì để ở đây chờ bọn họ quay trở lại cả. Ba người cùng đứng dậy đi thanh toán rồi chuẩn bị rời đi. Lý Hiểu Quyên vừa bước khỏi cửa định gọi điện thì chạm mặt hai người một nam một nữ, Lý Hiểu Quyên ngây người. Chồng, con gái, sao hai người lại đến đây? Lệ Tát đang ôm mặt, nhìn thấy Lý Hiểu Quyên cũng có chút ngây người. Mẹ, sao mẹ cũng ăn cơm ở đây? Hai mẹ con cùng đến nhà hàng này ăn cơm, người trước vừa ra thì người sau vào, cho nên không chạm mặt nhau. Hai người đứng ở đó, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy 5 vết ngón tay trên mặt nhau liền cảm thấy xót xa. Mẹ, mẹ sao thế, mẹ đánh nhau với người ta sao? Nhìn thấy người nhà đến, Lý Hiểu Quyên bật khóc, ôm mặt nói. Mẹ bị một thằng danh con đánh, hu hu hu. Lệ Tát và bố cô ta đều nổi giận, láo quá. Có người dám đánh vợ của Mã Kim Long tôi sao, muốn chết à? Lệ Tát ngây người, chau mày lại rồi hỏi. Mẹ, người đánh mẹ có phải là người mặc áo khoác màu trắng, người cao cao khá đẹp trai đúng không? Lý Hiểu Quyên ngây người, đúng vậy, sao con biết? Lệ Tát nghiến răng nghiến lợi, anh ta cũng đánh con. Hai mẹ con không ngờ, người đánh cả hai mẹ con là cũng một người. Tên danh con này vừa đánh con vừa đánh mẹ, thực sự quá quát. Mã Kim Long càng sôi máu hơn. Muốn chết sao, dám đánh cả con gái và vợ của Mã Kim Long. Hôm nay phải đánh nó tàn phế mới được. Nói xong, Mã Kim Long chuẩn bị bước vào nhà hàng thì cửa nhà hàng mở ra, ba người Tần Lâm cũng vừa bước từ bên trong ra. 6 người, hai người đàn ông 4 người phụ nữ, đưa mắt nhìn nhau. Kẻ thù gặp nhau vô cùng chướng mắt, hai mẹ con Lệ Tát cùng chỉ vào Tần Lâm rồi chửi. Chính là anh ta, tên chó chết, dám đánh hai mẹ con, bố, chính là anh ta. Đúng đấy, chồng, chính là cậu ta. Còn có hai con điếm kia nữa. Mã Kim Long nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Thằng nhóc, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, cậu đi hỏi xem Mã Kim Long tôi là ai, sau đó mới quyết định thái độ nói chuyện với tôi cũng chưa muộn. Chuyện này Mã Kim Long tập mãi cũng thành thói quen, trước đây cũng có nhiều người hay làm mầu trước mặt ông ta, nhưng mỗi lần như vậy đối phương lại đi dò hỏi xem ông ta là ai, sau đó lại bị hoảng sợ một phen. Dù gì danh tiếng của Mã Kim Long trong giới cũng khá nổi, mỗi lần có người nhắc đến Mã Kim Long là biết ngay đến anh Mã khu vực Tây Thành, tên tuổi của ông ta vô cùng có tiếng. Thanh niên như Tần Lâm, đánh một trận vẫn chưa thấy hả dạ, nếu muốn xử lý phải xử lý đến cùng, phải khiến Tần Lâm quỳ xuống xin lỗi mới được. Phải làm cho Tần Lâm biết thế nào là sợ hãi. Sau khi sợ hãi quỳ xuống cầu xin mới hả giận. Tần Lâm cười lạnh, hỏi xem ông là ai. Được. Để tôi hỏi.
Tần Lâm rút điện thoại ra gọi điện cho Đoàn Bảo Đông. Sau vài tiếng chuông, cuộc điện thoại được kết nối. Cậu Tần. Tần Lâm mở loa ngoài nói. Tôi muốn hỏi ông có quen người tên Mã Kim Long không? Đoàn Bảo Đông ngây người, không quen, cậu Tần, người đó là ai? Tần Lâm cười lạnh một tiếng, được rồi, không quen thì thôi vậy. Nói xong, liền tắt máy. Tần Lâm nhìn Mã Kim Long rồi nói. Ngại quá, tôi không hỏi được ông là ai rồi. Đoàn Bảo Đông không biết chứng tỏ Mã Kim Long chẳng phải người tai to mặt lớn gì cả. Mã Kim Long nheo mắt, cười lạnh. Cậu tìm người linh tinh để hỏi thì đương nhiên không hỏi ra được rồi, cậu tìm người ở tầng lớp cao hơn mà hỏi thử xem. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu chắc cũng chẳng tiếp xúc với giới thượng lưu bao giờ. Ha ha, thanh niên, tầng lớp của tôi cậu còn không tiếp xúc nổi, có cảm thấy bản thân vô dụng không? Nghe thấy lời của Mã Kim Long, vẻ mặt Tần Lâm hài hước. Vậy sao, tầng lớp của ông tôi không tiếp xúc được sao? Hay thế này đi, tôi cho ông một cơ hội. Ông gọi điện hỏi xem Tần Lâm tôi là ai, sau đó quyết định thái độ nói chuyện với tôi đi. Vừa dứt lời, Mã Kim Long chau mày, thằng nhóc này ngang ngược quá. Hỏi xem anh là ai? Tần Lâm. Nói câu nhức nách hết sức, ai mà biết được Tần Lâm là ai chứ? Có đi hỏi cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe ngóng được ra cái gì mới lạ đấy. Nhưng nhìn vẻ mặt của Tần Lâm, Mã Kim Long chau mày, thằng nhóc này cũng tự tin đấy. Được. Để tôi cho cậu biết tay. Vừa nãy Tần Lâm gọi điện thoại hỏi Tần Lâm là ai, nhưng đối phương nói không biết, điều này khiến Mã Kim Long rất mất mặt, lần này phải trả đũa lại mới được. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ông ta sẽ gọi điện thoại cho người khác, sau đó đối phương sẽ nói không biết Tần Lâm, đến lúc đó Mã Kim Long sẽ chế giễu anh. Ông ta lấy điện thoại ra gọi điện cho một người. Alo, anh Tiết, em hỏi anh có biết người tên Tần Lâm không? Anh Tiết ở đầu dây bên kia hình như đang đánh mặt trược, giọng nói có chút bực mình. Tần Lâm cái gì, tôi chưa nghe bao giờ, cậu lại làm bậy gì ở bên ngoài sao? Nghe anh Tiết nói không biết, Mã Kim Long đột nhiên cười lớn, đây chính là kết quả mà ông ta mong muốn. Ha ha, người anh gọi không biết ông ta gọi không biết anh, chứng tỏ hai người không phải cùng một tầng lớp. Mã Kim Long cảm thấy bản thân rất giỏi. Cho nên Tần Lâm chắc chắn chỉ là một thanh niên bình thường. Nhưng vừa định tắt máy thì có một âm thanh bên cạnh anh Tiết truyền tới. Tần cái gì, Tần Lâm? Anh Tiết ngây người, ông Long, ông có quen người tên Tần Lâm sao? Anh Tiết đang đánh mạt trược với Long Ích Huy lại nghe được cái tên kia. Long Ích Huy là tay sai của Đoàn Bảo Đông, có thể nói là dưới một người trên vạn người, là người có địa vị khá cao trên giang hồ. Cho dù là anh Tiết cũng phải gọi tiếng ông Long trước mặt Long Ích Huy, nở nụ cười cung kính lấy lòng ông ta. Long Ích Huy nghe thấy cái tên này lập tức giật mình. Cậu hỏi xem, Tần Lâm đó có vẻ ngoài như thế nào? Anh Tiết không dám chậm trễ, vội vàng nói với Mã Kim Long. Ông Long hỏi cậu, Tần Lâm có vẻ ngoài như thế nào? Mã Kim Long ngây người, cậu ta cao tầm 1m8, khá gầy, tầm 24-25 tuổi, tóc ngắn. Sau khi Mã Kim Long miêu tả, vẻ mặt Long Ích Huy biến sắc. Con mẹ nó là cậu Tần. Họ Tiết kia, bảo đàn em của cậu gặp cậu Tần phải cung kích, đến anh Đông còn phải cúi đầu trước cậu Tần đấy. Nếu các cậu dám làm bậy có tin anh Đông giết chết các cậu không? Long Ích Huy nổi cáu, khiến anh Tiết sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội cầm điện thoại lên chửi. Mã Kim Long, con mẹ nó cậu muốn chết à? Đó là người cậu không đắc tội được đâu. Nếu cậu đắc tội với người ta rồi thì mau quỳ xuống xin lỗi người ta đi, cậu có xảy ra chuyện gì thì đừng có nói là quen biết tôi. Nói xong, anh Tiết lập tức tắt máy. Tút tút tút. Anh Tiết, anh Tiết. Nghe thấy tiếng máy bận bên kia, Mã Kim Long lập tức hoảng loạn, khuôn mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Mã Kim Long ngẩng đầu lên nhìn Tần Lâm, khuôn mặt vô cùng khó coi. Cậu Tần, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin cậu tha tội. Tôi sẽ cúi đầu xin lỗi cậu. Nói xong, Mã Kim Long lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái. Trong chốc lát mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Vừa rồi mới thấy hai người đứng đây khiêu khích nhau, Mã Kim Long kia lớn tiếng bảo Tần Lâm đi hỏi xem ông ta là ai, hỏi xong thì quyết định thái độ nói chuyện. Nhưng sau đó Tần Lâm lại nói câu y như thế. Sau đó Mã Kim Long nghe được một tin tức chấn động, người thanh niên trước mặt là người mà ông ta không thể động vào.
Bây giờ Mã Kim Long quỳ dưới đất, trong lòng run sợ, vẻ mặt căng thẳng. Lệ Tát và Lý Hiểu Quyên ở bên cạnh trợn tròn mắt. Chồng, anh làm gì vậy, sao anh lại quỳ trước mặt bọn họ? Đúng đấy bố, bố mau đi tìm người đánh anh ta đi. Hai mẹ con nhà này không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là nhất định phải trả thù. Hai mẹ con bị tát, đương nhiên trong lòng bọn họ không hề vui. Đi tìm chỗ dựa vậy mà ông bố lại quỳ dưới đất xin lỗi người ta. Nghe thấy hai mẹ con lải nhải bên tai, Mã Kim Long trợn trừng mắt, câm miệng. Quỳ xuống, ngu, hai người thì biết cái chó gì, mau lên. Hai mẹ con chau mày, Lý Hiểu Quyên không hài lòng. Chồng, sao em phải quỳ trước mặt cậu ta? Mã Kim Long nghiến răng nghiến lợi, quát lớn. Còn không mau qua đây, nếu không quỳ xuống thì đừng có về nhà nữa. Thấy Mã Kim Long nổi giận, Lý Hiểu Quyên sợ hãi, vội kéo Lệ Tát cùng quỳ xuống trước mặt Tần Lâm. Cả nhà ba người ngồi ngay ngắn quỳ dưới đất, Mã Kim Long toát mồ hôi hột, thành khẩn xin lỗi Tần Lâm. Là tôi có mắt như mù, coi thường người khác, xin cậu Tần tha thứ. Tự Tuệ và Hồ Gia Hân đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng hả giận, đáng đời hai người phụ nữ này, cho bọn họ biết thế nào là lễ độ. Tự Tuệ nhìn Tần Lâm với ánh mắt toát lên ý cười. Bà ấy vốn đã rất hài lòng với Tần Lâm rồi, bây giờ lại càng thấy vừa ý hơn. Tần Lâm nói, Gia Hân, dì, chúng ta đi thôi. Ừm, ba người rời khỏi nhà hàng, đi qua nhà Mã Kim Long còn chẳng thèm nhìn một cái. Loại người như thế này không đáng để Tần Lâm tức giận. Mã Kim Long vã mồ hôi như mưa, ướt hết cả quần áo. Giống như vừa mới trở về từ quỷ môn quan. Sau khi rời khỏi, anh đưa hai mẹ con Hồ Gia Hân về. Đưa Tử Tuệ về nhà trước sau đó mới chở Hồ Gia Hân đến công ty. Tử Tuệ vừa xuống xe, Hồ Gia Hân lập tức sửng cổ lên, nghiến răng nghiến lợi. Họ Tần kia, vừa rồi anh lợi dụng tôi chắc vui lắm nhỉ. Tần Lâm cười rồi nói, cái gì mà vui lắm nhỉ, tôi giúp cô diễn kịch còn gì, không phải cô bắt tôi diễn bạn trai của cô sao? Hồ Gia Hân nghiến răng nghiến lợi, bảo anh diễn làm bạn trai của tôi là anh không khách khí thật à. Hửm. Nói xong, Hồ Gia Hân đặt tay xuống chân Tần Lâm, dùng ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng. Tần Lâm ho vài tiếng, đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có chút ngại ngùng. Đừng động vào tôi còn đang lái xe. Hồ Gia Hân nghe vậy lại càng làm tới. Lái xe cái gì, có giỏi thì anh phản kháng lại đi. Tần Lâm không biết phải làm sao. Đưa một tay ra bắt lấy tay Hồ Gia Hân. Bàn tay mềm mại như nhung, sờ vô cùng thoải mái. Hồ Gia Hân hơi biến sắc, hai gò má ửng đỏ. Anh làm gì vậy hả, lại sờ tay của tôi. Cả quãng đường hai người cãi nhau ầm ĩ, cả quãng đường đến công ty bị Hồ Gia Hân làm loạn hết cả lên, tận lúc xuống xe vẫn còn hùng hổ. Tên đàn ông thối tha, đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả. Tần Lâm không biết phải làm sao. Rõ ràng người phụ nữ này động tay động chân trước. Vừa đưa Hồ Gia Hân đến công ty xong thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu lên. Tần Lâm vội bắt máy. Lão Tôn, là điện thoại của Khổng Phàm Lâm, bình thường ông ta ít khi gọi điện thoại cho Tần Lâm. Dù gì cũng là bậc thầy Đông Y, chuyện ở y quán chắc chắn ông ta có thể giải quyết, đích thân bậc thầy Đông Y chẩn đoán chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Nhận điện thoại, giọng nói của Khổng Phàm Lâm rất dồn dập. Tần đại sư, Vãn Nhi bị người ta đánh rồi. Cái gì? Tần Lâm tức giận, tôi sẽ về ngay. Anh vội để điện thoại xuống, phi như bay về y quán Hiên Viên. Lúc này bên ngoài y quán có rất nhiều người vây quanh, giống như có chuyện gì xảy ra vậy, bên trong đang rất ồn ào. Tránh ra! Tần Lâm hét lên, mọi người lập tức tránh ra để lại một lối vào. Tần Lâm bước vào, nhìn thấy Vãn Nhi và nhân viên đang tranh cãi với một vài người. Mặt Vãn Nhi lúc này có chút sưng đỏ, chắc là vừa bị người ta tát. Nhìn thấy cảnh này Tần Lâm vô cùng tức giận. Muốn chết sao? Anh Tần đến rồi, Vãn Nhi mừng rỡ vội chạy đến trước mặt Tần Lâm nói. Anh Tần, mấy người này tới đây gây sự. Tần Lâm chau mày, dám đến phòng khám nhỏ của bọn họ gây sự, thật nực cười. Trước mặt có mấy người đeo khăn tang, có một người đang nằm trên cáng cứu thương dưới đất, đang đắp vải trắng, cảnh tượng thật rợn người. Tần Lâm liếc mắt qua mấy người này rồi lạnh lùng nói. Là ai đánh? Một người đàn ông trung niên hừ lạnh, cậu là chủ y quán. Y quán của các cậu chữa cho bố tôi bị chết,
hôm nay nếu không cho tôi lời giải thích thì y quán của các cậu đừng mong tiếp tục việc mở cửa. Lúc này nhiều người vây xung quanh đã hiểu ra có chuyện gì, thì ra y quán chữa bệnh có vấn đề. Vốn y quán ở phố Đông Y rất ít khi xảy ra chuyện, bởi vì bệnh cấp tính hay bệnh nặng thì ít người đến phòng khám nhỏ khám bệnh, đa số đều đi bệnh viện. Cho dù là bệnh viện Đông Y hay Tây Y thì đều có uy tín hơn một số phòng khám nhỏ. Nhưng vì danh tiếng của y quán Hiên Viên rất tốt, có một số người biết y quán này do Tần Lâm mở nên ngưỡng mộ, đến đây với mong muốn chữa bệnh hiểm nghèo. Cho nên mới xảy ra chuyện này. Tần Lâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông, lạnh lùng nói. Là ai động tay động chân đánh người? Người đàn ông trung niên tên là Hồ Cương, nghe Tần Lâm nói vậy có chút ngây người, sau đó tiếp tục nói. Hừ, đánh là còn nhẹ đấy, đây là chuyện có liên quan đến mạng người, bố tôi mất rồi. Các người phải nói rõ chuyện này cho tôi. Những người xung quanh đều gật đầu, những người vây quanh cũng có một số là hàng xóm ở đây. Cũng là bác sĩ, nhìn thấy cảnh này có chút không thoải mái, nếu là bọn họ thì bọn họ cũng sẽ rất hoảng loạn. Đôi khi làm bác sĩ cũng cần phải có chút may mắn, ví dụ bệnh tình đã nguy kịch quá thì ai mà chữa được, nhưng nếu vào tay bọn họ thì bọn họ vẫn phải cố gắng chữa trị thôi. Sau khi chữa nếu không có hiệu quả, người bệnh chết rồi thì đương nhiên người nhà sẽ đổ trách nhiệm lên người bác sĩ. Nhưng thực tế là cho dù ai chữa trị thì có thể kết quả cũng sẽ như vậy thôi. Cho nên người bệnh chết ở y quán nào thì coi như y quán đó xui xẻo. Tần Đại Sư từ trước đến giờ chưa gặp sự cố lần nào, mọi người rất ngưỡng mộ y thuật của anh, không ngờ lại xảy ra chuyện này, không biết Tần Đại Sư sẽ xử lý như thế nào. Dưới ánh nhìn của mọi người, Tần Lâm nhìn chằm chằm Hồ Cương, lạnh lùng nói. Tôi hỏi lại lần nữa, là ai đánh? Hồ Cương ngây người, không ngờ Tần Lâm vẫn còn gặng hỏi về vấn đề đó. Ai đánh có quan trọng không? Không biết mạng người quan trọng sao? Còn chưa nói xong, Tần Lâm đã giáng một cái tát xuống. Bốp một tiếng. Mặt Hồ Cương lập tức sưng vù lên, cái tát của Tần Lâm thực sự mạnh, mạnh đến nỗi miệng của Hồ Cương toàn là máu. Tần Lâm lạnh lùng nói. Là ông đánh đúng không? Hồ Cương cắn răng, vẻ mặt tức giận. Là tôi đánh thì làm sao? Các cậu làm bố tôi chết mà vẫn còn nói lý được hả? Chúng tôi phải liều mạng với cậu. Nói xong, mấy người đàn ông lập tức ra tay. Trịnh Bình Long đột nhiên cầm cây côn đứng dậy, lạnh lùng nói. Muốn đánh nhau hả? Y quán Hiên Viên tôi sẽ tiếp các người tới cùng. Trịnh Bình Long là người có đánh nhau rất giỏi, ông ta mà ra tay thì sẽ hạ được rất nhiều người, cho dù đối phương có nhiều người đến đâu, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Khí thế toát ra từ trên người Trịnh Bình Long rất mạnh mẽ, người bình thường nhìn thấy thì đều cảm thấy sợ hãi. Hồ Cương ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi. Y quán các người bắt nạt người quá đáng, chữa bệnh cho bố tôi bị chết, mà còn nói lý. Diệp Vãn Nhi cũng vội vàng kéo cánh tay Tần Lâm. Anh Tần, đừng đánh nhau nữa, là lỗi của chúng ta, bệnh nhân này đúng là chết do lỗi của chúng ta, đều tại em. Diệp Vãn Nhi mặc dù bị đánh nhưng cũng không thấy tủi thân, cô ấy cảm thấy cái tát này là chuyện bình thường, đây cũng là lỗi của cô ấy. Tần Lâm chau mày, chuyện bị đánh này tạm thời bỏ qua, hỏi. Bệnh nhân rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Vãn Nhi kể lại hết mọi chuyện. Buổi sáng, Hồ Cương đưa bố tới phòng khám, nói là đang chơi mạt trược thì bị ngất, bảo Diệp Vãn Nhi mau làm cấp cứu. Lúc đó, Khổng Phàm Lâm vẫn chưa đến, trong y quán chỉ có Diệp Vãn Nhi trực ban. Bệnh nhân đã đưa vào phòng, cô ấy không thể không cứu, nhanh chóng tiến hành các phương pháp thông thường để cấp cứu, ấn huyệt nhân trung, châm cứu, xoa bóp, thậm chí còn dùng cả máy xốc tim của Tây Y. Diệp Vãn Nhi biết cả Đông Y và Tây Y, mặc dù không có bằng cấp, nhưng trình độ không thua kém chủ nhiệm khoa ở bệnh viện. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân có chút sức sống, nên Diệp Vãn Nhi đã kê đơn thuốc, vì ngửi trên người bệnh nhân có mùi rượu, chắc là có uống rượu nên đã nấu một bát canh dễ sắn. Canh dễ sắn là một phương thuốc giải rượu rất tốt, có thể làm giảm nhẹ triệu chứng sau khi uống rượu, hơn nữa hoàn toàn không có tác dụng phụ. Sau khi uống xong, bệnh nhân có khỏe hơn một chút, Diệp Vãn Nhi bảo Hồ Cương đi tìm một phòng khám Tây Y ở bên cạnh, mua một bình đường glucozo, để giảm mất nước, lát nữa sẽ khỏe lại. Lúc đó Hồ Cương rất vui, trả tiền xong liền lập tức sang phòng khám bên cạnh, nhưng chưa đến 5 phút sau, ông cụ đột nhiên mất. Tắt thở rồi. Cho nên Hồ Cương mới xông vào đây, tìm Diệp Vãn Nhi tranh luận,
vì nóng lòng quá nên tát cho cô ấy một cái. Tần Lâm nghe vậy, chau mày. Sao tự nhiên lại đột tử vậy? Tần Lâm có chút khó hiểu, theo trường hợp này thì sẽ không thể xảy ra chuyện mất mạng được, Diệp Vãn Nhi cũng ở cùng ông cụ lâu như vậy, loại bệnh này chắc sẽ không thành vấn đề chứ. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu trắng đứng ra. Bác sĩ Tần, chuyện này không thể trách tôi được, người bệnh này được đưa đến chỗ tôi, tầm 3 đến 5 phút, tôi vừa mở chai đường glucose ra thì ông cụ đã tắt thở rồi, chuyện này không liên quan đến tôi đâu. Người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng đúng là hàng xóm của bọn họ, ông ta là một bác sĩ Tây Y. Đúng là cả quá trình xảy ra sự việc chắc không có liên quan nhiều đến ông ta, mặc dù chết ở y quán của bọn họ nhưng không phải là lỗi của ông ta. Người nhà người ta, Hồ Cương cũng chính mắt nhìn thấy, chỉ là mở lọ đường glucose ra thôi, chưa làm gì cả, vừa mở ra là ông cụ đã mất rồi. Tần Lâm gật đầu, xảy ra chuyện này, mọi người không cần phải đẩy trách nhiệm cho nhau đâu. Tìm nguyên nhân trước rồi nói tiếp. Tần Lâm không hề trốn tránh trách nhiệm, bọn họ cũng chẳng cần phải trốn tránh, nếu thật sự là lỗi của bọn họ, thì lại càng phải chịu trách nhiệm mới đúng. Tần Lâm đến trước thi thể, kéo tấm vải trắng ra kiểm tra mắt và lưỡi rồi chau mày. Bao lâu rồi? Khổng Phàm Lâm đáp, Tần Đại Sư, từ lúc tôi gọi điện thoại cho cậu đến bây giờ chắc cũng phải 10 phút rồi. Tần Lâm chau mày, 10 phút, vẫn cứu được, mang châm ra đây. Lời Tần Lâm khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Còn có thể cứu chữa sao? Đã tắt thở 10 phút rồi mà. 10 phút tắt thở, cơ thể cũng sắp lạnh rồi, nếu như để thêm lúc nữa khéo thi thể sẽ bị phân hủy. Sắc mặt Hồ Cương thay đổi. Ê, cậu đừng nói vớ vẩn, bố tôi chết rồi, cậu còn cứu được chắc. Nhìn thấy Hồ Cương nhíu mày không muốn, Tần Lâm lạnh lùng nói. Sao vậy, ông không muốn cứu sống bố mình à? Hồ Cương lúc này mới hoàn hồn, cậu nói cái gì thế? Đương nhiên tôi muốn cứu sống bố mình, được, tôi tin cậu một lần, cậu mau chữa đi. Tần Lâm nói với Khổng Phàm Lâm, lão Khổng giúp tôi khiêng người bệnh lên, Vãn Nhi, giúp anh chuẩn bị giường bệnh. Vâng, giọng Tần Lâm có hơi lo lắng, ngày thường anh chữa bệnh đều rất nhẹ nhàng, nhưng đây là lần đầu thấy anh vội vàng đến thế. Có vẻ như lần này thực sự phải tranh đoạt từng giây từng phút rồi. Tần Lâm và Khổng Phàm Lâm khiêng người bệnh lên, Tần Lâm nói. Hạ chân người bệnh xuống thấp, không được để cao hơn đầu, nếu không máu sẽ chạy ngược lên trên, như thế thì xong đời. Tôi hiểu rồi. Khổng Phàm Lâm vội vàng làm theo lời căn dặn của Tần Lâm, đặt chân người bệnh xuống thấp, Tần Lâm lại nâng người bệnh lên cao, hai người cẩn thận đặt người bệnh lên trên giường. Diệp Vãn Nhi lúc này đã chuẩn bị xong kim bạc cho Tần Lâm, đặt lên giường bệnh. Tần Lâm lấy kim bạc ra, bốn ngón tay kẹp ba cây kim bạc đâm vào ngực người bệnh. Tam quản tề hạ. Ba cây kim khiến mắt mọi người sáng lên. Người ngoài ngành chỉ muốn hóng hớt còn người trong ngành lại để ý kỹ thuật. Ba cây kim này đâm xuống, người trong ngành lập tức kinh ngạc. Đối với bác sĩ bình thường mà nói, châm cứu chỉ là thao tác thông thường. Nhưng cho dù có thao tác như bình thường thì cũng phải rất cẩn thận, tỉ mỉ. Nếu như thả lỏng một chút hoặc là tùy tiện làm sẽ khiến cây kim khó có thể đâm vào. Đâm cùng lúc hai cây kim bạc là cực hạn của nhiều người, mỗi tay một cây, đâm vào cùng lúc. Phương pháp này có yêu cầu nghiêm ngặt, người bình thường chắc chắn không làm được. Mà Tần Lâm, một tay ba cây kim, đâm vào cùng lúc. Nếu là người khác, đừng nói đến việc đâm vào huyệt vị, đâm được vào da thịt thôi đã là khó lắm rồi. Mà ba cây kim này của Tần Lâm lại đâm vào ba huyệt bách hội, dương minh, kim dương trên ngực. Một huyệt lớn, hai huyệt bé, khống chế khí quản và thực quản của con người. Ba cây kim đâm xuống, miệng người bệnh lập tức há ra, chất lỏng hôi thối chua lòm chảy ra. Hứng! Tần Lâm nói xong, Khổng Phàm Lâm vội vàng cầm chậu lên hứng thứ người bệnh nôn ra. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ người này chết rồi. Tần Lâm chỉ cần dùng ba cây kim đã có thể khiến người bệnh nôn ra. Có điều đây không phải kỹ thuật gì quá khó, dù sao người bệnh mới chết không lâu, nhiều bộ phận vẫn hoạt động được bình thường. Ví dụ như ép nôn thì vẫn được. Huống chi vừa rồi người bệnh không nôn, mà là miệng chảy ra, không hề có động tác, quẹ, không được coi là sống dậy từ cõi chết. Tần Lâm rút ba cây kim ra, sau đó vứt vào thùng rác, ba cây kim này hỏng rồi. Sau đó lại lấy ra 6 cây kim bạc, hai tay mỗi tay 3 cây.
cắm lên sườn trái và sườn phải. Sau khi mấy cây kim được đâm xuống, hai bên cơ thể của người bệnh bắt đầu đỏ lên. Đỏ như bị sốt vậy, trông giống như cua bị luộc chín. Đỏ rồi, đỏ rồi. Da ửng đỏ rồi, đây là dấu hiệu của việc hồi sinh. Nhiều bác sĩ đều nói ra miệng, họ không kìm được mà cảm thán. Chẳng nhẽ Tần Đại Sư lại có bản lĩnh cứu người từ cõi chết sao? Người chết hồi sinh là điều chỉ có trong truyền thuyết. Lúc trước trong truyền thuyết Hoa Đà, Biển Thước, Trương Tư cũng từng có khả năng làm được vậy. Sách cổ đã ghi chép, có phương pháp có thể cứu người từ cõi chết trở về, được gọi là quỷ môn châm. Ý nghĩa của nó là phương pháp châm cứu này có thể cứu người từ quỷ môn quan trở về, khiến cho họ tránh được cái chết. Hơn nữa sau khi sử dụng quỷ môn châm, da rẻ người bệnh hồng hào trở lại, đây là dấu hiệu của việc hồi sinh. Da rẻ hồng hào, tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O, ai cũng không dám nói gì, còn không dám thở mạnh. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Lâm và người bệnh. 6 cây kim từ đầu đến cuối được cắm ở hai bên sườn người bệnh. Tần Lâm kéo quần người bệnh xuống một chút, cầm một cây kim bạc lên, đâm vào bụng dưới người bệnh. Bụng dưới lập tức đỏ lên một chút, sau đó bắt đầu chảy máu. Từng giọt máu chảy ra. Mọi người đều biết, cây kim bạc mỏng như lông bò, cho dù đâm vào da thì cũng không làm tổn thương đến mạch máu, vậy nên châm cứu không bị chảy máu. Cho dù là bác sĩ mới vào nghề thì khi châm cứu cũng sẽ không khiến cho người bệnh chảy máu. Nhưng Tần Lâm lại khiến cho người bệnh chảy máu, phương pháp này khiến cho mọi người kinh hãi. Từng giọt máu chảy ra, mặt người bệnh dần dần trở nên hồng hào. Giống hệt người bình thường, mặt đã hồng hào rồi. Tần Lâm nói, lấy cát căn hoàn ra. Vâng. Khổng Phàm Lâm lập tức lấy ra một viên cát căn hoàn, thứ này có tác dụng điều dưỡng cơ thể, giống như thực phẩm chức năng bình thường, không có tác dụng gì quá lợi hại, cũng không có tác dụng phụ gì. Khi nào không khỏe thì ăn một viên, nó có thể có tác dụng như thực phẩm chức năng vậy. Lấy ra cát căn hoàn, Tần Lâm đút vào miệng người bệnh, hai ngón tay ấn vào cổ họng, người bệnh nuốt viên thuốc. Nuốt rồi, có thể nuốt rồi. Bác sĩ Tây Y lúc nãy hét lên. Động tác nuốt này là bản năng của cơ thể, có thể làm được động tác này có nghĩa là dấu hiệu sống vẫn còn. Nếu không nếu như ngay cả động tác nuốt cũng không làm được thì người đó chết thật rồi. Vừa nãy ông ta mới chẩn đoán người bệnh người nhất định đã chết, các dấu hiệu hoàn toàn hợp với đặc trưng của cái chết, kết quả bây giờ cơ thể lại hồng hào trở lại, da chảy máu, có động tác nuốt. Tần Đại Sư lợi hại quá. Sau khi uống thuốc, hai ngón cái của Tần Lâm ấn vào cổ họng và bắt đầu dần dần di chuyển xuống dưới. Có thể thấy, Tần Lâm đang dùng lực rất lớn, lồng ngực bệnh nhân còn có hai vết màu đỏ. Tần Lâm liên tục xoa bóp cơ thể người bệnh. Xoa bóp từ cổ họng đến vùng dạ dày. Xoa bóp khoảng 10 phút, cứ như cạo gió vậy, trước ngực người bệnh nổi lên màu tím đỏ. Tần Lâm đột nhiên ấn mạnh lên hai bên ngực trái phải. Khụ khụ. Sau đó người bệnh ho một tiếng, hô hấp kịch liệt. Sống lại rồi, thực sự sống lại rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ người bệnh lại sống lại thật. Hồi sinh từ cõi chết, đây thực sự là hồi sinh từ cõi chết. Cứu người từ quỷ môn quan hóa ra không phải chém gió mà thực sự có thật. Sắc mặt Hồ Cương thay đổi, ông ta vội vàng tiến lên. Bố, bố. Tần Lâm nói, bố ông bị viêm cơ tim, ông có biết không? Hồ Cương sững sờ, tôi không biết. Tần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, ông làm con trai như vậy à? Bố bị viêm cơ tim bẩm sinh, một khi tâm trạng kích động hoặc gặp phải chuyện kích thích thì sẽ xuất hiện triệu chứng sốc. Hơn nữa tối hôm trước uống rượu, cổ họng bị tắc đờm nên mới bị sốc mà chết, nếu chậm chút thôi là mạng bố ông không còn rồi. Lời Tần Lâm khiến Hồ Cương kinh ngạc. Ông ta hoàn toàn không biết chuyện bố ông ta bị viêm cơ tim. Viêm cơ tim bẩm sinh thực ra chẳng có gì đáng bận tâm, chỉ là không được vận động mạnh, không được bị kích động. Vậy nên đến tầm tuổi này rồi bố ông ta vẫn không sao, như thế là đủ hiểu bố ông ta không gặp phải chuyện gì quá kích động. Hôm qua nhất định là vì uống rượu, tâm trạng hứng khởi, lại thêm đánh mạt chược, thắng lớn thua đậm nên bị kích thích, vậy nên mới phát bệnh. Bệnh này một khi tái phát thì nhất định phải đến bệnh viện, đầu tiên phải tiến hành loại bỏ đờm bằng phương pháp vật lý, sau đó mới chữa trị. Mà Hồ Cương này khi đến phòng khám vẫn nghĩ là bố mình uống nhiều. Với y thuật của Diệp Vãn Nhi đương nhiên không chẩn đoán ra được người bệnh bị viêm cơ tim bẩm sinh, vậy nên chữa trị theo cách giải rượu,
mới bị như này. Tần Lâm giảng giải xong, mọi người chỉ có thể im lặng. Bệnh này thực sự ít gặp, hai chứng bệnh cùng lúc bị, chèn lên nhau, người nhà không biết bệnh nhân bị viêm cơ tim, bác sĩ bình thường căn bản không thể chẩn đoán được bệnh. Hơn nữa cho dù chẩn đoán được, mà cho dù có ở bệnh viện nhân dân thì các chuyên các cũng phải hội chẩn thì mới chẩn đoán ra kết quả. Bọn họ sẽ không chữa được, chắc sẽ đưa lên bàn phẫu thuật. Mà một khi phẫu thuật, rất có thể người bệnh sẽ chết. Chữa bệnh giống như Tần Lâm, chỉ dùng mấy cây kim bạc, một viên thuốc, xoa bóp một hồi là cứu sống được người bệnh chắc chỉ có trong chuyện cổ dân gian. Bốp bốp bốp. Mọi người hoàn hồn xong, bắt đầu vỗ tay khen ngợi Tần Lâm. Đây mới là đại sư đông y chính hiệu. Nước mình vẫn luôn sùng bái đông y, cho rằng đây là tinh hoa của Hoa Hạ, bọn họ cũng tin đông y thực sự lợi hại, có thể chữa được những chứng bệnh tây y bó tay. Nhưng kết quả vẫn trái với ý nguyện ban đầu, nhiều bác sĩ đông y căn bản không đạt được đến mong muốn của người dân. Nhưng Tần Lâm thì có thể. Tần Lâm là hình tượng bác sĩ đông y hoàn mỹ nhất trong tim mọi người. Cứu người từ cõi chết, hành nghề cứu thế, đại sư đông y. Được rồi, không cần tán thưởng nữa, bây giờ đưa bố ông đến bệnh viện đi, bệnh viêm cơ tim này phải điều trị dần dần. Bệnh viêm cơ tim dù là Tần Lâm chữa hay bệnh viện chữa thì đều giống nhau. Có điều bệnh vặt này thì cứ bảo bọn họ đến bệnh viện chữa thì hơn, có thể thanh toán bằng bảo hiểm y tế. Hồ Cương xấu hổ, quỳ xuống đất nói. Tần đại sư, nãy tôi đắc tội với cậu là do tôi sai, mong cậu thứ lỗi. Đều do tôi ngu ngốc. Nói xong Hồ Cương còn quỳ trước mặt Diệp Vãn Nhi. Bác sĩ Diệp, tôi xin lỗi cô vì chuyện ban nãy, hay là cô tát tôi mấy cái bạt tai để hả giận đi. Diệp Vãn Nhi đã không còn tức giận nữa rồi, huống hồ Tần Lâm cũng ra mặt giúp cô, trong lòng cô cũng chẳng còn gì khó chịu nữa. Không cần, chỉ cần người bệnh không việc gì là được rồi. Được rồi, ông đừng ở đây cảm ơn nữa, mau đưa bố ông đi khám đi. Vâng vâng vâng, cảm ơn Tần đại sư. Sau này tôi sẽ tặng cờ hiệu cho cậu. Tần Lâm cười, không từ chối. Được tặng cờ hiệu dù sao cũng là niềm tự hào của bác sĩ. Người bệnh rời đi, Tần Lâm lấy ra một túi băng, áp lên mặt Diệp Vãn Nhi. Khó chịu lắm đúng không? Làm bác sĩ đúng thật không dễ dàng mà. Diệp Vãn Nhi cười hi hi, là do em học chưa đến nơi, nếu em mà có y thuật của anh Tần thì hôm nay đã không xảy ra chuyện như vậy rồi. Tần Lâm cười, đúng vậy. Nếu có y thuật của anh đương nhiên sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này. Có điều, muốn có được bản lĩnh như anh thì khó lắm. Bây giờ Tần Lâm trông có vẻ dễ dàng chữa trị, nhưng ai biết được anh đã phải trải qua biết bao khổ cực. 10 năm đó, nhớ lại quãng thời gian 10 năm ở trên núi bị sư phụ, ngược đãi Tần Lâm cảm thấy sống lưng lạnh toát. Diệp Vãn Nhi dọn dẹp xong liền hỏi. Anh Tần, em có chuyện này muốn hỏi anh, Khổng đại sư cũng không giải quyết được việc này. Tần Lâm sững sờ, lão Khổng còn không giải quyết được à? Vậy em kể anh nghe xem. Diệp Vãn Nhi nói, mạch của người bệnh bình thường, bựa lưỡi, mí mắt bình thường, nhưng lại thèm ngủ, ngày nào cũng phải ngủ, đây là do gì vậy? Tần Lâm nhíu mày, còn có chuyện này à? Em chắc mạch bình thường không? Em chắc chắn, em đã bắt mấy lần rồi, cho dù là trước khi ăn hay sau khi ăn hay sau khi vận động mạnh thì mạch của người bệnh đều bình thường, chẳng khác gì người thường hết. Nhưng lại thèm ngủ, giây trước đang nói chuyện với em, giây sau đã thiếp đi rồi. Tần Lâm nhíu mày, bệnh này e rằng không phải bệnh bình thường, là người bệnh của em à. Diệp Vãn Nhi gật đầu, em khám mấy lần rồi mà không chữa được nên không lấy tiền, muốn về hỏi anh. Tần Lâm nghĩ một lúc, bệnh này không dễ nói, nhất định phải đến tận nơi khám, em hẹn người bệnh giúp anh, bây giờ anh sẽ đi xem sao. Vâng. Diệp Vãn Nhi gọi điện thoại hẹn với người bệnh. Nghe thấy có người đến chữa bệnh, người nhà bệnh nhân rất vui, bảo bọn họ lập tức đến là được. Hai người lái xe, đi theo địa chỉ đến một khu biệt thự đẹp thơ mộng. Đây chính là khu mang tính biểu tượng của người giàu, biệt thự đều là biệt thự độc lập, phía trước có vườn hoa, mỗi nhà đều có bể bơi riêng, một nửa diện tích của khu là hồ nhân tạo, vô cùng đẹp. Có thể ở đây chắc chắn không giàu cũng sang. Hai người chẳng mấy chốc đã đến được nhà người bệnh. Một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa. Bác sĩ Diệp đến rồi à, mau vào khám giúp tôi, lão Điền nhà tôi lại ngủ rồi, hôm nay khi đi vệ sinh còn ngủ gật, ngồi trên bồn cầu ngủ một tiếng đồng hồ, như thế này thì nguy hiểm lắm, lần trước khi đi tắm cũng ngủ gật,
suýt nữa ngã chết. Diệp Vãn Nhi nhíu mày, bệnh của Tổng Giám Đốc Điền càng ngày càng nặng. Lúc trước ít nhất cũng biết tìm nơi nào không nguy hiểm để nằm. Nhưng bây giờ thì không thể đoán được nơi nào nguy hiểm hay không nữa mà cứ tiện nơi nào là ngủ luôn. Bà ấy nói đến đây, tay lau nước mắt. Lão Điền cũng không biết từ lúc nào bắt đầu bị bệnh này, có lần đang đi qua đường liền nằm thẳng trên vạch kẻ đường mà ngủ, suýt nữa bị xe tải đè bẹp. Nếu như không may thì mẹ con tôi phải làm sao đây? Diệp Vãn Nhi vội vàng nói, bà đừng lo, đây là bác sĩ Tần của y quán chúng tôi, chính là vị Tần đại sư trên TV, chắc bà cũng từng nghe qua tên anh ấy rồi. Mắt người phụ nữ sáng lên, ồ, là Tần đại sư của Đại hội Đông y phải không? Tốt quá, cậu đến rồi, bệnh của chồng tôi sắp được chữa khỏi rồi. Tần Lâm không nói gì, nhìn người bệnh, mặt mày nghiêm trọng, nhíu mày nói. Bệnh này không bình thường. Người phụ nữ hỏi, sao vậy Tần đại sư? Tần Lâm nói, đây không phải bệnh sinh lý bình thường mà là bệnh từ bên ngoài. Người phụ nữ sững sờ, bệnh từ bên ngoài, ý của cậu là? Tần Lâm xem qua căn nhà, nhíu mày. Phong thủy của nhà bà chắc có vấn đề rồi, nhưng cụ thể vấn đề ở đâu tôi cũng không biết. Có ảnh văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Điền không? Có, Điền phu nhân sợ giật mình, cũng không biết nhà mình bị làm sao, bà ấy cũng không hiểu, vội vàng đưa ảnh cho Tần Lâm xem. Có một bức ảnh Tổng Giám Đốc Điền đang ngồi trong phòng làm việc, có thể nhìn thấy rõ toàn bộ căn phòng. Tần Lâm nhìn qua, phong thủy ổn, bố cục rất tốt, có vẻ như người bài trí công ty cũng hiểu một chút về phong thủy, có thể giúp đỡ trong việc bài trí. Có vẻ như vấn đề không nằm ở đây. Theo như lời Diệp Vãn Nhi nói, bệnh tình của người bệnh không nằm trên cơ thể. Có điều Tần Lâm nhìn mãi nhưng vẫn chưa phát hiện ra vấn đề về phong thủy, văn phòng không có vấn đề gì. Đúng là kỳ mà. Để tôi bắt mạch xem sao. Vậy phiền Tần đại sư rồi. Tần Lâm bắt mạch cho Tổng Giám Đốc Điền, 2 phút sau, Tần Lâm nhíu mày. Quả nhiên đúng như lời của Diệp Vãn Nhi nói, chẳng có gì khác lạ cả, mạch ổn định, chẳng khác gì người bình thường. Điền Văn Hoa này khoảng 45 tuổi, cơ thể cường tráng, mặc dù không được như mấy thanh niên đôi mươi, nhưng vừa nhìn là biết cơ thể chắc chắn, chắc ngày thường cũng hay chú trọng để giữ gìn sức khỏe. Một lúc sau, Điền Văn Hoa tỉnh dậy. Điền phu nhân vội vàng tiến lên ân cần hỏi han. Lão Điền, anh có sao không? Em mời bác sĩ đến khám cho anh, đây chính là Tần đại sư trên TV, chính là người ở trên Đại hội Đông y đó. Điền Văn Hoa nhíu mày, á, sao vậy, bệnh tôi thế nào, có khám được gì không? Tần Lâm hỏi, xin hỏi Tổng Giám Đốc Điền trên người có hình xăm không? Điền Văn Hoa nhíu mà, nhìn Tần Lâm một lượt. Lắc đầu nói, không có. Tần Lâm vẫn hỏi tiếp. Vậy những người thân với ông có hình xăm không? Điền Văn Hoa lập tức không vui, ngồi dậy nhíu mày. Tôi cho cậu đến đây là để cậu khám bệnh cho tôi, cậu hỏi xong chưa hả? Chuyện này thì liên quan gì đến cậu chứ? Nói cho cậu biết, người thân của tôi không ai có hình xăm đâu, được chưa, tôi không cần cậu khám bệnh, cậu cút cho tôi. Điền Văn Hoa lập tức nổi giận khiến cho mọi người đều sững sờ. Đặc biệt là Diệp Vãn Nhi. Lúc trước Diệp Vãn Nhi cũng từng khám bệnh cho Tổng Giám Đốc Điền, nhưng không có thái độ như này. Khổng Phàm Lâm cũng từng đến một lần, nhưng thái độ cũng rất tốt. Không biết tại sao, lần này anh Tần đến thái độ của Tổng Giám Đốc Điền lại thay đổi đến thế. Chẳng nhẽ là bị khó chịu sao? Thái độ của Tần Lâm rất bình tĩnh, không nói gì, anh gật đầu. Nếu đã vậy thì tôi sẽ về trước. Nói xong. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Điền phu nhân đi đằng sau tiễn khách, dù sao cũng là phú bà giàu có, nên vẫn hiểu lễ nghi. Tần đại sư thực sự xin lỗi cậu, chồng tôi nóng tính cũng là vì bệnh này, cậu đừng để ý ông ấy, tôi sẽ đưa cậu tiền khám bệnh. Tần Lâm lắc đầu, không cần tiền khám đâu, bệnh cũng chưa chữa khỏi mà. Có điều, đừng trách tôi nói thẳng, bệnh của Tổng Giám Đốc Điền nếu không kịp thời chữa trị, e rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bà có thể chuyển lời đến chồng bà, nếu đã nghĩ kỹ rồi thì có thể tìm tôi sẽ cho ông ấy một cơ hội. Điền phu nhân như hiểu mà gật đầu, thực ra bà ấy cũng không hiểu lời Tần Lâm có ý gì, có điều Tần đại sư đã nói thì bà ấy sẽ chuyển lời. Sau khi Tần Lâm rời đi, Điền phu nhân về trong phòng, nhìn thấy lão Điền ngồi ở đó, mặt khó chịu, Điền phu nhân hỏi. Lão Điền, anh bị sao vậy? Tần đại sư là đại sư đông y rất lợi hại đó. Sao anh lại đuổi người ta đi?
Điền Văn Hoa hừ lạnh một tiếng, anh thấy cậu ta là loại hữu danh vô thực, chữa bệnh là chữa bệnh, hỏi mấy cái không có tác dụng, ra vẻ huyền bí làm gì, hừ, sau này đừng cho cậu ta đến nữa. Điền phu nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói. Lão Điền, anh không được sợ thầy giấu bệnh, Tần đại sư nói, nếu như anh nghĩ thông rồi thì có thể tìm cậu ấy sẽ cho anh một cơ hội. Điền Văn Hoa sững sờ, lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu ta cho anh cơ hội, anh cần chắc, sau này đừng bao giờ gọi cậu ta đến đây nữa. Nói xong, Điền Văn Hoa đắp chăn ngủ tiếp. Điền phu nhân nhíu mày, vô cùng khó hiểu. Lão Điền rốt cuộc bị sao vậy? Điền Văn Hoa lại ngủ rồi, Điền phu nhân cũng hết cách, chỉ có thể ở bên chăm sóc. Một lúc sau, mặt Điền Văn Hoa đột nhiên đỏ ửng, ngồi bật dậy, nhắm mắt hét lớn. Bọn trộm cắp, mau nộp mạng. Nói xong, Điền Văn Hoa lấy cái đèn ở bên bắt đầu múa may. Điền phu nhân sợ hết hồn, lão Điền, anh làm sao thế? Bốp! Điền Văn Hoa nhắm mắt, chẳng thèm để ý đến, cái đèn đập lên đầu Điền phu nhân, khiến đầu bà ấy chảy máu. Điền phu nhân bị đèn đập vào đầu. Đầu bà ấy choáng váng, suýt nữa ngất đi. Lão Điền, anh tỉnh lại đi, anh làm gì vậy? Lão Điền lúc trước cũng nói mớ khi ngủ, nhưng bà ấy cũng chẳng để tâm, dù sao đi ngủ nói mớ cũng là chuyện bình thường vậy nên cũng chẳng đáng để ý. Nhưng không ngờ, lão Điền lần này lại mộng du, trong mơ còn ra tay đánh người. Điền phu nhân bị đánh, có hơi không dám tiến lên, nhưng Điền Văn Hoa lại vung cái đèn lên, trông thực sự nguy hiểm. Lão Điền! Điền Văn Hoa không nghe thấy gì, cái đèn trong tay như một thứ vũ khí, ông ấy dùng nó đập điên cuồng, những thứ ở trước mặt đập được đều đập hết. Bốp! Điền Văn Hoa lập tức đập lên chân mình, nhìn thấy máu, hình như còn kích động hơn. Điền Văn Hoa lập tức trợn to mắt, điên cuồng hơn nãy. Nhìn thấy Điền Văn Hoa bắt đầu tự ngược đãi bản thân, Điền phu nhân sợ hết hồn. Lão Điền, anh dừng lại. Điền phu nhân xông lên, ôm lấy lão Điền. Bốp! Điền Văn Hoa lập tức đập vào gáy Điền phu nhân, khiến bà ấy ngất đi. Điền Văn Hoa đập xong, mặt biến sắc, hai mắt nhắm lại, ngất đi. Hai người đều ngất đi. Không biết bao lâu sau, giúp việc mới phát hiện ra hai người, liền gọi 115, Điền Văn Hoa mới tỉnh lại. Tiểu Linh, em sao vậy? Nhìn thấy giúp việc ở đây, Điền Văn Hoa nổi giận. Bà làm gì thế, là bà làm phải không? Giúp việc sợ đến mức run rẩy, vội vàng nói. Không phải tôi làm, là ông đánh. Điền Văn Hoa nhíu mày, bà nói linh tinh gì vậy? Sao lại là tôi đánh? Điền Văn Hoa kích động đến đứng dậy, bóp cổ giúp việc, mặt trợn to, đầy tức giận. Giúp việc sợ muốn chết, sợ đến hai chân nhũn ra. Lão Điền, Tổng Giám Đốc Điền đừng ra tay, nhà có camera giám sát, không tin có thể xem. Giúp việc nói xong, Điền Văn Hoa nhíu mày, mặt nghiêm túc, đi đến trước TV cùng giúp việc, mở camera giám sát lên, nhìn thấy mọi chuyện đã xảy ra. Camera chiếu lại cảnh ban nãy Điền Văn Hoa đánh người, nhìn thấy cảnh máu tanh lúc nãy, sắc mặt Điền Văn Hoa vô cùng khó coi, chẳng nhẽ thực sự là ông ấy làm sao? Điền Văn Hoa sao không nhớ, ông ấy bị bệnh, chẳng nhẽ bệnh nặng đến mức này sao? Nhìn thấy bản thân trong camera, Điền Văn Hoa sợ muốn chết, nếu như tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn ra tay với vợ mình sao? Nếu như mất khống chế, khiến Điền phu nhân xảy ra chuyện thì ông ấy sẽ hối hận đến cuối đời mất. Điền Văn Hoa vội vàng gọi 115, bác sĩ và y tá đều đến, xử lý vết thương cho Điền phu nhân. Bác sĩ đi đến cũng là người hay khám cho ông, biết Điền Văn Hoa bị bệnh, liền hỏi. Tổng Giám Đốc Điền, bệnh của ông. Điền Văn Hoa lắc đầu, bệnh của tôi có người chữa được. Bác sĩ sững sờ, Tổng Giám Đốc Điền, ông bảo ai chữa được cho ông vậy? Mặt Điền Văn Hoa nghiêm trọng hẳn, ông ấy nói. Tần Đại Sư của phố Đông Y. Tần Đại Sư. Nhắc đến Tần Đại Sư, người làm nghề y đương nhiên sẽ biết, trong giới y học, không ai là không biết đến Tần Đại Sư. Danh tiếng của Tần Đại Sư vô cùng vang dội, người hành nghề y chẳng ai không biết Tần Đại Sư. Không ngờ Tần Đại Sư lại có thể chữa được chứng bệnh cực kỳ khó chữa này của Tổng Giám Đốc Điền. Bệnh này quá kỳ lạ, vốn không nằm trong phạm vi của y học, chuyên gia của cả tỉnh Hán Đông đều bó tay chịu trói. Dùng máy móc tối tân nhất thế giới cũng không kiểm tra ra được đây rốt cuộc là bệnh gì. Chẳng nhẽ, Tần Đại Sư lại có cách giải quyết sao?
Tổng giám đốc Điền, vậy ông phái người đi mời Tần đại sư đến đi. Điền Văn Hoa lắc đầu, không cần, chuẩn bị xe đi, đích thân tôi tự đi. Điền Văn Hoa đương như đã hạ quyết tâm, ông ấy lên xe, nhân lúc trời tối, phóng như bay đến y quán Hiên Viên. Phố Đông Y lúc này cũng đóng cửa rồi, chỉ có mấy y quán còn sáng đèn, chắc có bác sĩ trực 24/24 giờ. Quy tắc ngầm của phố Đông Y này là mọi người đều phải thay phiên nhau trực ca. Bởi vì buổi tối người bệnh khám cấp cứu khá ít, vậy nên không thể có chuyện y quán ngày ngày trực ca được, nhưng để người bệnh đến phố Đông Y mà vẫn giải quyết được vấn đề, mọi người đã thương lượng, mỗi ngày có những y quán khác nhau lần lượt trực ca đêm, như vậy thì mọi người cũng thoải mái hơn. Tối hôm nay vốn không phải là y quán Hiên Viên trực đêm, nhưng khi đến đây, phát hiện ra y quán Hiên Viên vẫn còn sáng đèn. Xe đỗ ở cổng, Điền Văn Hoa nói. Mọi người đợi tôi trong xe, tôi tự đi là được. Trợ lý và tài xế ngồi trong xe, không dám đi theo. Điền Văn Hoa xuống xe đi vào y quán, nhìn thấy một mình Tần Lâm ngồi ở trong y quán, tay bưng chén trà nóng, đang uống trà. Chào Tần đại sư. Tần Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Điền Văn Hoa, còn thấy cả vết thương trên người ông ấy liền lạnh lùng nói. Thời gian khá chính xác so với những gì tôi đã dự đoán, bây giờ không có ai, ông có thể nói rồi. Nghe thấy những lời này của Tần Lâm, Điền Văn Hoa hít sâu một hơi, càng kính phục anh hơn. Tần đại sư, cậu biết tối nay tôi sẽ phát bệnh sao? Tần Lâm nói, đương nhiên, trong Chu Dịch đã viết đạo quan tương đương với trời, quan pháp tương đương với đất, còn nhìn ông có thể thấy được khí chàng sao của ông. Sao khí chàng là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. Khí chàng của ông hôm nay rất kỳ quái, nên tối nay nhất định sẽ phát bệnh. Nghe thấy lời Tần Lâm nói, Điền Văn Hoa nhíu mày. Điền đại sư không những giỏi y thuật mà còn tinh thông phong thủy sao? Tần Lâm cười, cái gọi là phong thủy chẳng qua chỉ là một số hiện tượng tự nhiên chưa thể giải thích mà thôi, bệnh bình thường là bệnh, bệnh đến từ bên ngoài cũng là bệnh, mục đích của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, chỉ cần là bệnh tôi đều có thể chữa. Có thể nói lời Tần Lâm đầy vẻ tự tin, khiến Điền Văn Hoa nhìn anh bằng con mắt khác. Điền Văn Hoa tự nhiên mà ngồi cạnh Tần Lâm, châm điếu thuốc, rít một hơi, ho hai tiếng. Điền Văn Hoa ngày thường không hút thuốc, ông ấy chỉ sợ tí nữa ngủ quên, hút một điếu cho tỉnh táo. Tần đại sư, bây giờ chỉ có hai người cậu và tôi cũng không giấu cậu, lúc trước tôi đắc tội với cậu rồi, mong Tần đại sư tha thứ. Tần Lâm lắc đầu, không sao, tôi có thể hiểu được, có gì thì ông cứ nói đi, không được sợ thầy giấu bệnh, nhất định phải nói thật mới được. Điền Văn Hoa thở dài, nói. Lần này đến đây quấy rầy, đương nhiên cũng không dám giấu đại sư. Tôi có tình nhân, trên người cô ấy có hình xăm. Tần Lâm gật đầu, anh đã đoán ra được điều này rồi, nhưng cụ thể tình huống thế nào thì còn cần Điền Văn Hoa giải thích rõ mới được. Điền Văn Hoa thở dài, chậm rãi nói. Thực ra nói cho cậu biết về tình nhân của tôi cũng không sao, nhưng không được để người trong cuộc biết, cô ấy là đối thủ cạnh tranh của tôi, hai người ở lâu bên nhau nên nảy sinh tình ý, bây giờ chúng tôi đã ở bên nhau. Thực ra Tần Lâm cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện này. Tổng giám đốc Điền kinh doanh thi công bất động sản, cũng chính là chủ thầu trong truyền thuyết, chỉ có điều việc kinh doanh của Tổng giám đốc Điền khá lớn, cũng được coi là đứng đầu ngành. Lúc trước Tổng giám đốc Điền từng cạnh tranh như nước với lửa với một người phụ nữ tên là Lữ Hiểu Quyên, hai người cạnh tranh đến mức bẩn túi bụi, thậm chí vì tranh đấu, hai người không tiếc hy sinh lợi ích, đánh địch tổn thương 1.000, mình thương tổn 800. Kết quả hai người cứ đấm đá nhau như vậy lại nảy sinh tình cảm, dẫn đến việc hai người đến với nhau. Nhưng trong cuộc tình trong bóng tối này, bọn họ không thể nói cho bất kỳ ai biết. Nếu như trong ngành có người biết bọn họ yêu nhau, e là có thể sẽ gạt bỏ bọn họ. Hơn nữa hai người đều có gia đình, nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì đúng là không hay, vậy nên Điền Văn Hoa căn bản không dám nói. Nếu như vừa nãy không xảy ra chuyện kia, Điền Văn Hoa cũng không định nói. Chỉ là sau khi nhìn thấy Tần Lâm mới định nói, bởi vì Tần đại sư nói chuẩn quá, tình nhân của ông ấy Lữ Hiểu Quyên trước vốn là người trong giang hồ, xăm kín toàn lưng. Tần Lâm chỉ nhìn ông ấy là có thể kể chuyện hình xăm, chuyện này đúng là kỳ lạ. Một là vì Lữ Hiểu Quyên cũng là bà chủ trong ngày, bí mật trên cơ thể bà ta không có ai biết. Hai là không ai được phép biết chuyện giữa Lữ Hiểu Quyên và Điền Văn Hoa,
cho dù là Tần Lâm biết Lữ Hiểu Quyên có hình xăm thì cũng không thể nghĩ về phương diện đó của ông ấy. Điền Văn Hoa nói, sao cậu lại biết trên người Hiểu Quyên có hình xăm? Tần Lâm nói, tôi đương nhiên có thể thấy được, còn về làm thế nào mà thấy được thì tôi khó lòng giải thích với ông, nói cho tôi biết hình xăm trông thế nào đi, tốt nhất là có thể cho tôi xem hình gốc. Điền Văn Hoa gật đầu, lấy điện thoại ra, ông ấy đã chuẩn bị từ trước rồi. Trong điện thoại có một bức ảnh quan công cầm đại đao. Khi Hiểu Quyên xăm hình này là xăm theo bức hình này. Tần Lâm nhìn Quan Vũ. Nhiều người rất thích xăm Quan Vũ, những người có khí chàng mạnh xăm Quan Vũ sẽ may mắn hơn. Những người khí chàng yếu xăm Quan Vũ sẽ liên tục gặp chuyện xui xẻo. Nhưng Lữ Hiểu Quyên là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà ta là dạng bà chủ lớn, đương nhiên sẽ không bị Quan Vũ đẻ ép. Vậy nên hình xăm Quan Vũ của Lữ Hiểu Quyên rất bình thường, nhưng Quan Vũ của bà ta sao lại có vấn đề, điều này khiến Điền Văn Hoa không hiểu nổi. Tần Lâm nhìn hình xăm, lắc đầu. Quan Vũ này vốn không có vấn đề, Quan Vũ nhắm mắt là chuyện bình thường. Điền Văn Hoa sững sờ, nhíu mày, vẻ mặt không vui. Tần Đại Sư, lúc trước cậu bảo hình xăm có vấn đề, nên tôi mới tìm đến cậu, nói chuyện không thể nói cho người khác biết cho cậu nghe. Bây giờ cậu bảo tôi không có vấn đề thì cậu đang đùa tôi à? Điền Văn Hoa có hơi tức giận, bảo là không được sợ thầy giấu bệnh nhưng nói bí mật lớn như thế cho Tần Lâm nghe, nếu như tên này không nói cách giải quyết thì Điền Văn Hoa cũng không khách khí nữa. Tần Lâm cười nhạt nói. Tổng Giám Đốc Điền đừng vội, hình xăm này không có vấn đề đâu có nghĩa những hình xăm khác không có vấn đề. Điền Văn Hoa sững sờ, hình xăm khác, trên người Hiểu Quyên chỉ có một hình xăm. Sao cái khác lại có vấn đề được? Tần Lâm nói, chắc chắn phải có. Nói xong, chỉ vào chiếc đao trong tay Quan Vũ và những chi tiết khác rồi nói. Ông xem, ở đây rõ ràng dày đặc hơn những chỗ khác, rõ ràng hình xăm Quan Vũ này dùng để che hình xăm khác. Bên dưới hình xăm Quan Vũ này chắc chắn có hình xăm. Lời của Tần Lâm khiến cho Điền Văn Hoa sững sờ. Cũng có khả năng này. Điền Văn Hoa cũng hiểu biết một chút về hình xăm. Nhiều người có hình xăm nhưng về sau không thích nữa, hoặc hối hận nên chọn cách dùng hình xăm khác để che nó đi. Ví dụ như lúc xăm hình con rắn, về sau hối hận thì nhờ thợ xăm xăm lại hình khác, như xăm một con rồng lớn chẳng hạn, để che đi con rắn, hình xăm con rắn này sẽ không thấy nữa. Lữ Hiểu Quyên cũng dùng cách này, bên dưới hình xăm Quan Vũ của bà ta, nhất định có hình xăm khác, nếu không hình xăm này cũng không được xăm như vậy. Điền Văn Hoa lấy điện thoại ra gọi điện. Nghĩ một lúc, để tránh Tần Lâm nghĩ nhiều, ông ấy liền đứng trước mặt anh gọi cho Lữ Hiểu Quyên. Alo, lão Điền, sao lại gọi cho em vào lúc này, bệnh của anh thế nào rồi? Điền Văn Hoa nói, anh hỏi em một chuyện, hình xăm đằng sau lưng em có phải là để che đậy hình xăm khác không? Đầu dây bên kia sững sờ, bà ta nói. Không sai, lưng em vốn có xăm một con rồng vắt vai, nhưng sau này cảm thấy giống dân anh chị quá, bây giờ là doanh nhân rồi. Nên xăm hình Quan Nhị ra, che nó lại, sao vậy? Nghe thấy Lữ Hiểu Quyên nói y hệt như Tần Lâm, Điền Văn Hoa kinh ngạc, không ngờ Tần Đại Sư lại giỏi vậy, thế mà cũng có thể nhìn ra. Chưa từng gặp mặt Lữ Hiểu Quyên mà có thể đoán ra được trên lưng bà ta có hình xăm, hơn nữa còn che đậy bằng hình xăm khác, đúng là lợi hại. Lữ Hiểu Quyên hỏi, rốt cuộc là sao vậy, lão Điền, anh nói gì đi? Tần Lâm tai khá thính. Đã nghe được hết âm thanh trong điện thoại, nói với Điền Văn Hoa. Tổng Giám Đốc Điền, nếu như tiện thì có thể đưa bà Lữ qua đây một chuyến. Điền Văn Hoa nghĩ một lúc, hình như cũng chỉ có cách này. Tần Lâm nói chuẩn như vậy, liệu sự như thần, có vẻ như lần này có thể giải quyết vấn đề của ông ấy rồi. Hiểu Quyên, em đến y quán Hiên Viên một chuyến đi, nó ở phố Đông Y, bệnh của anh cần em đến đây giúp anh chữa. Lữ Hiểu Quyên sững sờ. Do dự một lúc. Lão Điền, nếu em và anh xuất hiện cùng lúc trước mặt người khác, liệu có? Điền Văn Hoa thở dài, bây giờ không phải lúc để ý chuyện này, hơn nữa anh cũng nói hết chuyện của chúng ta với bác sĩ rồi. Lữ Hiểu Quyên ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói. Vâng, để chữa bệnh của Điền Văn Hoa, bà ta không thể không đi. Chẳng mấy chốc, một chiếc Maserati đã dừng trước cổng, một phu nhân tầm tuổi trung niên. Trông có vẻ thùy mị nết na bước xuống. Sau khi đi vào, Lữ Hiểu Quyên cởi khẩu trang xuống, trông có vẻ là một người tao nhã, lịch sự. Tần Đại Sư,
bệnh của lão Điền, rốt cuộc là sao? Tần Lâm nói, tổng giám đốc Lữ, hình xăm con rồng sau lưng bà có vị trí như thế nào? Tần Lâm không cần phải xem lưng bà ta, anh cầm bức ảnh trên điện thoại, ra dấu với bà ta. Có phải ở chỗ chiếc đao này không? Lữ Hiểu Quyên gật đầu, không sai, chiếc đao này che con rồng. Tần Lâm gật đầu, vấn đề ở đấy, con rồng vắt vai lúc trước cho bà may mắn, bà nuôi nó nhiều năm như vậy, bây giờ lại xăm hình Quan Vũ lên, tục ngữ có câu một núi không thể có hai hổ, con rồng vắt vai bị đao của quan công đè bẹp, đương nhiên sẽ không vui. Nhưng vì bà là chủ nhân của nó không dám làm gì bà, vậy nên chỉ có thể gây chuyện trên người người khác. Tổng giám đốc Điền liền gặp xui. Sắc mặt Lữ Hiểu Quyên liền thay đổi. Không ngờ bệnh của lão Điền lại là vì hình xăm trên người bà ta. Tần Lâm nói có đầu có đuôi, hơn nữa chuyện này người khác căn bản không biết, không thể là vì anh nghe ngóng từ người khác được. Lữ Hiểu Quyên đương nhiên tin. Tần Đại Sư, vậy thì tôi phải làm thế nào? Tần Lâm nghĩ một lúc. Thực ra có rất nhiều cách, ví dụ xăm lại, che đi. Nhưng như thế khá xấu, dù sao cũng là phụ nữ, mỹ quan vẫn là quan trọng nhất. Vậy nên tôi kiến nghị xóa toàn bộ hình xăm. Lữ Hiểu Quyên bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi cũng từng nghĩ đến cách này rồi, tôi cũng muốn đi xóa hình xăm từ lâu rồi, nhưng năm đó khi đi xăm, điều kiện kỹ thuật khá kém, kỹ thuật xăm và màu sắc đều tệ. Nếu như muốn xóa con rồng vắt vai kia đi thì rất khó, nó giống như phải lột bỏ một lớp da vậy, hơn nữa còn không xóa sạch được. Làm không tốt sẽ lưu lại vết mờ, thế chẳng phải rất xấu sao? Lo lắng của Lữ Hiểu Quyên cũng có đạo lý, thứ như hình xăm không phải là bút chì mà có thể tẩy tẩy xóa xóa được. Vậy nên Lữ Hiểu Quyên mặc dù giàu có nhưng không có cách nào có thể tẩy được hình xăm đi hết, bởi vì trên thế giới này không có kỹ thuật như vậy. Tần Lâm nói, nếu đã vậy tôi đưa ra phương án này, đương nhiên cách của tôi có thể giúp bà xóa sạch hình xăm, sau đó khiến da của bà sạch sẽ không tì vết, có điều cần phải trả một cái giá. Mắt Lữ Hiểu Quyên sáng lên, thật không? Nếu như Tần Đại Sư có thể giúp tôi xóa hình xăm thì bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Tần Lâm lắc đầu, cái giá mà tôi nói không phải là tiền, tiền chẳng là gì cả, chủ yếu là đau. Lữ Hiểu Quyên nhíu mày, Tần Đại Sư, cậu thực sự có thể xóa hình xăm giúp tôi sao? Tần Lâm cười nói, đương nhiên, vết sẹo của Liễu Thanh Thanh cũng là do tôi chữa. Nghe đến đây, Lữ Hiểu Quyên lập tức kinh ngạc. Đều là nữ doanh nhân, Lữ Hiểu Quyên đương nhiên quen Liễu Thanh Thanh. Lúc trước cũng từng gặp Liễu Thanh Thanh. Không ngờ bệnh của cô ấy lại được Tần Đại Sư chữa khỏi. Vết sẹo trên người Liễu Thanh Thanh rất nghiêm trọng, không ngờ lại có thể chữa khỏi được. Tần Đại Sư, sao tôi có thể tin bệnh của Liễu Thanh Thanh là do cậu chữa chứ? Lữ Hiểu Quyên vẫn rất cẩn trọng, mặc dù hỏi thế này rất vô lễ nhưng dù sao cũng là chuyện liên quan đến bản thân, cẩn thận một chút cũng không sai. Tần Lâm cười, bà đương nhiên có thể gọi điện cho Liễu Thanh Thanh. Cô ấy là bạn gái tôi. Lữ Hiểu Quyên và Điền Văn Hoa đều sững sờ, Liễu Thanh Thanh là bạn gái Tần Lâm sao? Lúc trước hình như có nghe nói Liễu Thanh Thanh có bạn trai, chỉ là khá thần bí, chưa bao giờ tiết lộ là người thế nào, không ngờ lại là Tần Đại Sư. Cũng đúng, người giàu như Liễu Thanh Thanh, muốn tìm được người giàu hơn cũng khó như lên trời. Mà Tần Đại Sư là người có bản lĩnh, có tài hoa. Lại trẻ tuổi đẹp trai phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn người yêu của Liễu Thanh Thanh. Nếu Tần Đại Sư đã tự tin như vậy thì chúng tôi sẽ tin cậu một lần, nếu như thực sự có thể chữa khỏi được bệnh của lão Điền, tẩy sạch được hình xăm thì sau chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu. Tần Lâm gật đầu, cũng không để ý, cảm ơn hay không cảm ơn cũng chẳng vấn đề gì, chủ yếu giúp đỡ bạn bè thôi. Dù sao Diệp Vãn Nhi cũng từng nhận người bệnh này. Tần Lâm cũng không muốn y quán hiên viên của bọn họ không chữa khỏi được bệnh. Tổng giám đốc Lữ, mời bà cởi áo, nằm xuống giường bệnh. Lữ Hiểu Quyên đã gặp nhiều chuyện sóng to gió lớn nên cũng chẳng ngại ngùng gì, chỉ là lưng thôi mà, bà ta cởi áo, nằm trên giường. Quan Vũ sau lưng của Lữ Hiểu Quyên, cho dù nhắm mắt thì vẫn khiến người khác thấy uy nghiêm. Nhìn thấy hình xăm thực sự khác với việc nhìn thấy trên ảnh. Tần Lâm nhìn hình xăm, nhíu mày. Tổng giám đốc Lữ, may mà hai vị đến đây sớm, nếu không tính mạng của hai vị sẽ gặp nguy hiểm. Sắc mặt Điền Văn Hoa thay đổi. Tần Đại Sư sao lại nói vây? Tần Lâm chỉ vào mắt Quan Vũ rồi nói. Bên lúc trước của Tổng giám đốc Điền là do con rồng vắt vai tác oai tác quái, quan nhị gia lại chưa từng động đến nó.
là vì con rồng vắt vai ở trước mặt Quan Nhị gia, thực sự quá bé nhỏ, không đáng để ra tay. Nhưng cái loại tác oai tác quái này không thể kéo dài, nếu xảy ra chuyện, Quan Nhị gia một khi mở mắt thì sẽ có người mất mạng. Nghe thấy lời Tần Lâm nói, hai người cảm thấy hơi sợ hãi, đây vẫn là lần đầu nghe nói vậy, hình xăm còn có thể mở mắt sao? Tần Lâm đương nhiên không dọa bọn họ, nếu như đợi đến khi mở mắt, thì sẽ đại khai sát giới. Không chỉ là hai người bọn họ mà có thể người nhà cũng bị liên lụy. Tần Đại Sư, vậy thì phiền cậu rồi. Tần Lâm gật đầu, nhịn đau chút là được. Lữ Hiểu Quyên nghiến răng nói, Tần Đại Sư yên tâm, Lữ Hiểu Quyên tôi từng lăn lộn trốn giang hồ, tôi mà rên tiếng nào thì tôi đúng là đồ bỏ. Tần Lâm gật đầu, lộ ra ánh mắt tán dương. Lữ Hiểu Quyên có thể thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, đúng là nữ trung hào kiệt, phụ nữ không nhường đấng mày râu. Tần Lâm lấy dao phẫu thuật ra, nhẹ nhàng cạo lên lưng Lữ Hiểu Quyên. Hình xăm này thực ra có độ khó cao hơn so với Liễu Thanh Thanh, dù sao cũng sâu đến da, hơn nữa màu xăm rất khó tẩy sạch. Nhưng chỉ có duy nhất một điểm tốt là vết sẹo của Liễu Thanh Thanh là toàn thân mà của Lữ Hiểu Quyên chỉ ở sau lưng, diện tích không lớn. Tần Lâm dùng dao phẫu thuật cạo, Lữ Hiểu Quyên quả nhiên không ho he tiếng nào, cả quá trình chỉ nắm chặt nắm đấm, cho dù đau đến mức đầu toát đầy mồ hôi thì cũng không nói câu nào. Đúng là người phụ nữ khí chất, bảo không kêu là không kêu. Điền Văn Hoa vô cùng đau lòng, đứng ở bên nắm tay bà ta, khóe mắt hơi đỏ. Hiểu Quyên, em phải chịu khổ rồi. Lữ Hiểu Quyên lắc đầu, em đâu chỉ vì anh không cần tự trách mình, em còn là vì mình, vì gia đình mình. Nhìn thấy hai người ân ái thế này, Tần Lâm cảm thấy yên tâm. Sau khi dùng dao phẫu thuật cạo, toàn lưng Lữ Hiểu Quyên đã chuyển thành màu đỏ hồng, óng ánh trong suốt, nhưng vết xăm vẫn còn rất rõ ràng. Cảm giác cứ như chỉ cần chạm vào là sẽ chảy máu vậy. Tần Lâm cầm kim bạc lên, bắt đầu thao tác thứ hai. Từng cây kim bạc lần lượt đâm vào huyệt vị, chưa đến 10 phút sau, sau lưng Lữ Hiểu Quyên chi chít kim bạc giống như một con nhím, trông vô cùng kinh dị. Có điều kỹ thuật của Tần Lâm khá cao siêu, khi kim bạc đâm vào không đau. Nếu không e rằng Lữ Hiểu Quyên hôn mê mất. Sau khi châm cứu, trạng thái của da càng trắng mịn trong suốt hơn, cứ như là có thể nhìn rõ toàn bộ mạch máu ở sau lưng vậy. Làn da thế này, đây là lần đầu Điền Văn Hoa thấy. Cứ như lớp màng trong vỏ trứng gà vậy, kinh khủng quá. Điền Văn Hoa đứng bên không dám nói gì, còn không dám thở mạnh, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc chữa bệnh của Tần Lâm. Tần Lâm lấy dao phẫu thuật ra, nói với Lữ Hiểu Quyên. Tổng giám đốc Lữ, đây là lượt dùng dao cạo cuối cùng rồi, bà nhịn chút nhé. Lữ Hiểu Quyên cắn áo, tỏ vẻ thấy chết không sờn. Tần Lâm dùng dao phẫu thuật cạo. Một cảnh thần kỳ xuất hiện, hình xăm màu đen trên cơ thể Lữ Hiểu Quyên sau khi Tần Lâm dùng dao cạo qua đã hoàn toàn biến mất. Cứ như dùng tẩy tẩy đi vết bút chỉ vậy, vô cùng thuận lợi. Nhưng Lữ Hiểu Quyên rõ ràng co người lại, mặt lợi vẻ đau đớn. Cơn đau lần này hoàn toàn khác với lần trước. Lữ Hiểu Quyên cảm giác muốn chết, nạo xương vét thịt chắc cũng chỉ đau đến thế mà thôi. Điền Văn Hoa đau lòng. Hiểu Quyên, em cố thêm một chút, sắp được rồi. Ông ấy biết, Lữ Hiểu Quyên thực ra là vì ông ấy đứng bên không phải chịu đau đớn gì, cảm thấy đua lòng vô cùng. Chỉ cạo mấy lần đã cạo hết được thanh long yển nguyệt đao của Quan Vũ, Tần Lâm vô cùng lanh lẹ, không hề chậm rãi. Kỹ năng như này, thao tác càng ít, người bệnh càng đỡ đau. Cũng chỉ có đại sư như Tần Lâm, nếu là người khác chắc không dám làm như vậy, chỉ là đau đến mức chết đi sống lại thôi. Vậy nên cho dù biết cách này thì người ta cũng không dám làm. Sau khi cạo được đao của Quan Công đi, đột nhiên một cảnh kỳ dị xuất hiện, Quan Vũ mất đao, đột nhiên mở mắt. Điền Văn Hoa sợ hết hồn, toàn thân chảy đầy mồ hôi, sau lưng gió lạnh thổi qua, sợ đến mức môi tái nhợt. Quan Vũ lúc nãy còn nhắm mắt, không biết bắt đầu mở mắt từ lúc nào. Hình xăm lại có thể mở mắt sao? Hơn nữa lúc nãy Tần Lâm mới nói, Quan Công này chỉ cần mở mắt thì sẽ có người chết. Tần Đại Sư. Điền Văn Hoa lo đến mức không nói nên lời, Quan Công mở mắt, đúng là sợ mà. Tần Lâm vẫn không hề hoảng hốt, dao phẫu thuật trên tay mạnh mẽ cạo qua mắt của Quan Công. Quan Công mất đi mắt, khí chàng kỳ quái bên cạnh lập tức biến mất. Nhìn thấy Tần Lâm bình tĩnh như vậy, Điền Văn Hoa thực sự tự thấy thẹn thùng.
Dẫu gì cũng là doanh nhân lăn lộn nhiều năm trên thương trường, nhìn qua biết bao thứ, còn không bình tĩnh bằng một anh thanh niên. Tần Lâm nói, không sao rồi, đừng lo. Tiếp theo đó, Tần Lâm dùng dao phẫu thuật dần dần cạo hết hình xăm. Trong lúc đó, cho dù Lữ Hiểu Quyên nghiến răng nhẫn nại thì cũng vì đau mà ngất đi hai lần. Ngất được là tốt, phương pháp của Tần Lâm không thể dùng thuốc mê, vậy nên ngất đi sẽ giảm chút đau đớn. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Lữ Hiểu Quyên đã ngất ba lần, lúc này mới được coi là phẫu thuật kết thúc. Sau lưng Lữ Hiểu Quyên lúc này đỏ rực, sau một loạt thao tác kinh khủng của Tần Lâm, lưng của bà ta không hề có lấy một vết thương, vậy nhưng hình xăm vẫn bị xóa sạch. Khác hoàn toàn với phương pháp xóa hình xăm thông thường, cách xóa hình xăm như này không để lại vết sẹo nào, mà làn da còn mịn màng hơn trước. Tần Lâm nói, được rồi, mấy ngày tiếp theo không được nằm ngửa để ngủ, chỉ có thể nằm sấp, tôi sẽ kê thuốc cho bà, nếu như đau thì có thể xoa một chút, thuốc này không có công hiệu gì đặc biệt, chỉ có thể giúp giảm đau. Sau 3 ngày, cơ thể của bà sẽ hoàn toàn hồi phục. Lữ Hiểu Quyên yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn không quên cảm ơn Tần Lâm. Tần Đại Sư cảm ơn anh, bệnh của Lão Điền. Tần Lâm cười, bà thấy Tổng Giám Điền bây giờ còn buồn ngủ không? Nói xong, Điền Văn Hoa sững sờ. Đúng vậy, đã 1-2 tiếng rồi, nếu như là trước kia thì ông ấy đã ngủ từ lâu rồi. Bây giờ không những không buồn ngủ mà còn rất tỉnh táo. Cứ như là từ khi quan công mở mắt, ông ấy đã không còn buồn ngủ nữa. Không ngờ, bệnh thèm ngủ của ông ấy lại vì hình xăm này. Nếu như không có Tần Đại Sư phát hiện ra, Điền Văn Hoa cả đời này không ngờ vì nguyên nhân này. Cảm ơn Tần Đại Sư đã cứu mạng hai người chúng tôi, đại ơn đại đức này chúng tôi không biết báo đáp thế nào. Tấm thẻ này là thẻ đen thiên sứ do hai công ty liên kết, bất kỳ công ty, sản nghiệp nào dưới trướng chúng tôi cậu đều dùng miễn phí. Dù là bất kỳ yêu cầu gì, cậu đều có thể điều động bất kỳ nhân viên nào của công ty dưới trướng chúng tôi, mệnh lệnh của cậu cũng chính là của tôi. Cậu Tần, đây chỉ là chút lòng thành, mong cậu nhận cho. Tần Lâm gật đầu, thịnh tình khó từ chối, anh cũng không chối từ. Sau khi nhận thẻ liền tiễn hai người rời đi. Trời lúc này sắp sáng rồi, Tần Lâm đang thu dọn y quán thì Diệp Vãn Nhi đột nhiên vội vàng chạy đến. Anh Tần, em nghe nói anh chữa khỏi cho Tổng Giám Đốc Điền rồi à? Tần Lâm gật đầu, chữa khỏi rồi, bọn họ vừa rời đi. Diệp Vãn Nhi vỗ trán. Hối hận muốn chết. Sớm biết vậy, tối qua em đã trực ca với anh rồi, em còn chưa nhìn thấy anh chữa loại bệnh thế này bao giờ đâu. Diệp Vãn Nhi là một người hiếu học, cô ấy đương nhiên muốn xem cách chữa những chứng bệnh hiểm nghèo. Tần Lâm cười, cách chữa bệnh này của anh, em không học được đâu, khéo em còn sợ, không nhìn là tốt nhất. Diệp Vãn Nhi bất lực thở dài, vâng, vậy thì thôi ạ. Đúng rồi anh Tần, dạo này em với Khổng Đại Sư đã thương lượng với nhau. Em muốn mở chi nhánh, anh thấy có được không? Tần Lâm sững sờ, mở chi nhánh. Đúng vậy, y quán Hiên Viên của chúng ta bây giờ quá nổi tiếng, nhiều người bệnh từ tứ phương tám hướng đều đến, có người khó chịu vì chỗ chúng ta xa quá, hơn nữa bệnh nhân rất đông, chúng ta tiếp đón không hết được. Khổng Đại Sư bảo chúng ta nên mở chi nhánh, bây giờ em cũng có thể ngồi khám chính rồi, hi hi. Tần Lâm cười, cô gái này nói đi nói lại. Cuối cùng vẫn chốt lại trọng điểm nhỉ. Cô ấy đương nhiên muốn ngồi khám chính. Diệp Vãn Nhi học không để làm y tá mà để làm bác sĩ đông y, học đông y đương nhiên là muốn khám bệnh cứu người. Mặc dù trong y quán Hiên Viên, Diệp Vãn Nhi thường xuyên bắt mạch khám bệnh cho người bệnh, nhưng có Khổng Phàm Lâm ở sau, cô ấy vẫn cảm thấy khác. Chỉ có đi ra mở chi nhánh thì mới có thể thực sự một mình đảm đương một phía. Được. Nếu em muốn vậy thì em đến Bắc Thành mở chi nhánh đi. Y thuật của Diệp Vãn Nhi cơ bản đều do một tay Tần Lâm dạy dỗ, sau lại có Khổng Phàm Lâm giám sát cô ấy thực hành, nên y thuật của Diệp Vãn Nhi tiến bộ thần tốc. Mặc dù không học đại học y nhưng nếu so với những sinh viên học đại học y kia, khéo còn giỏi hơn nhiều. Tần Lâm vẫn vô cùng tin tưởng Diệp Vãn Nhi, cho cô ấy mở chi nhánh cũng không thành vấn đề, hơn nữa nếu thực sự có chứng bệnh khó chữa thì anh cũng có thể đến đó giúp cô. Thế đi thôi, đến đó xem nhà. Vâng, hi hi, Diệp Vãn Nhi chỉnh trang một chút, đi cùng Tần Lâm ra ngoài. Khi đi ra ngoài cũng rất tự nhiên mà khoác tay Tần Lâm. Diệp Vãn Nhi cúi đầu, mặt hơi đỏ. Cô ấy với Tần Lâm là thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ,
hiện nay anh Tần quay về, cảm giác đương nhiên rất khác. Diệp Vãn Nhi rất sùng bái Tần Lâm, cô khoác tay anh trông rất tự nhiên. Hai người đi bên đường, luôn có người khen ngợi. Ôi, cặp đôi này hợp nhau thế, trai tài gái sắc. Đúng vậy, cậu xem cô gái kia xinh chưa kìa. Anh kia cũng đẹp trai ghê, vừa nhìn là biết tài giỏi đẹp trai. Nghe thấy mấy lời tán dương, Diệp Vãn Nhi có hơi ngại ngùng, thả tay anh Tần ra, hình như cô ấy cố ý duy trì khoảng cách. Tần Lâm cũng không để ý đến tâm tình của cô gái này, trong nháy mắt, hai người đã đến bất động sản Điền Thị. Nam Thành Lâm Khoa, Bắc Thành Điền Thị. Đây là hai con rồng đầu ngành trong ngành bất động sản. Bắc Thành vừa mới phát triển, giá nhà liên tục lên cao, vậy nên phòng giao dịch bất động sản rất đông, người đông như nước vậy. Cứ như không phải bán nhà mà là siêu thị giảm giá vậy. Tần Lâm nhìn thấy cảnh này, cũng rất kinh ngạc. Nhà của bất động sản Điền Thị tốt vậy sao? Diệp Vãn Nhi gật đầu, đương nhiên rồi, nhà của bất động sản Điền Thị có chất lượng rất tốt, bài trí đẹp, hơn nữa vị trí đắc địa, vậy nên chỉ cần có chút tiền nhàn rỗi thì đều đến đây mua nhà. Tần Lâm gật đầu, hóa ra là vậy, có vẻ vị trí không tồi nhỉ, mở một chi nhánh ở đây cũng là lựa chọn tốt. Sau khi cả hai bước vào, một nhân viên tư vấn bất động sản đã đến tiếp đãi. Xin chào hai vị muốn xem loại nhà như nào ạ? Ngay khi Diệp Vãn Nhi định nói, giọng nói thiếu kiên nhẫn của một người phụ nữ đột nhiên vang lên sau lưng cô. Người đâu, tại sao không có người ra tiếp đón? Chồng tôi muốn mua biệt thự, mấy người không muốn kiếm tiền sao? Mặc dù phòng giao dịch bất động sản này rất đông người nhưng đa số người ở đây đều rất lịch sự. Vậy nên người phụ nữ này làm ầm ĩ nên trông khá nổi bật. Mọi người nhìn sang thì thấy một người phụ nữ béo như quả bóng, ôm một người đàn ông béo hơn, đang đứng trước mô hình nhà với vẻ mặt tức giận. Vì có quá nhiều người nên không có đủ nhân viên tư vấn bất động sản. Người phụ nữ mập chỉ vào nhân viên tư vấn bất động sản bên cạnh Tần Lâm nói. Cậu, đến giới thiệu cho tôi. Tư vấn viên Tiết hơi sững sờ, có chút ngượng ngùng nói. Thưa bà vui lòng đợi một lát, hai vị này đến trước, chúng tôi phải tiếp đón trước những người đến trước, tôi sẽ giới thiệu với họ trước, sau đó sẽ giới thiệu cho bà. Tư vấn viên Tiết là một chàng trai trẻ, anh ấy nói chuyện nhã nhặn và xử lý mọi việc một cách hợp lý. Đến trước tiếp đón trước, đây là lẽ dĩ nhiên, Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi đến trước, đương nhiên phải tiếp đón Tần Lâm trước. Người phụ nữ cau mày, vặn vẹo thân hình mập mạp, bước đến trước mặt anh ấy. Ai đến trước tiếp đón trước? Cậu nói đạo lý đến trước tiếp đón trước với Hồ Thúy Hoa tôi à? Cậu không hỏi xem chồng tôi làm nghề gì à? Hồ Thúy Hoa liếc nhìn Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi. Gương mặt của Diệp Vãn Nhi khiến bà ta ghen tị, thấy cô ấy xinh đẹp như vậy, Hồ Thúy Hoa càng tức giận hơn. Cậu nhìn bọn họ xem, vừa nhìn là biết là loại không có tiền, giới thiệu cho bọn họ chỉ tổ tốn thời gian thôi, được rồi, đừng lề mề nữa. Mau giới thiệu cho chúng tôi đi, tôi và chồng tôi muốn mua biệt thự. Diệp Vãn Nhi có chút không vui. Bà nói cái gì thế, sao lại bảo chúng tôi không mua được, chúng tôi đến đây để mua nhà, ai đến trước được tiếp đón trước, dựa vào đâu phải giới thiệu cho bà. Sau khi Diệp Vãn Nhi nói xong, Hồ Thúy Hoa trợn mắt, ưỡn eo nói. Ồ, cái con nhóc gầy gò này, lông còn chưa dài mà dám lên mặt với tôi à. Cô có tiền chắc, cô mua được nhà chắc. Cô mua một cái đi, cô mua ngay trước mặt tôi đi, nếu không thì cút. Diệp Vãn Nhi nhíu mày, sao bà vô lý vậy, tôi xem xong sẽ mua, bây giờ tôi còn chưa xem xong. Hồ Thúy Hoa chế nhạo, thấy chưa, bọn họ chỉ đến hóng chuyện thôi, sao mua được nhà chứ. Loại người này tôi thấy nhiều rồi, thấy ở đây đông vui nên đến góp vui, dùng chút đồ uống và bánh ngọt miễn phí, sau đó về nhà chứ gì. Nói cho cô biết. Mấy người đi mấy công ty bất động sản bình thường thôi, bất động sản Điền Thị bán rất chạy, căn bản không có thời gian tiếp đón mấy người đâu. Muốn ăn vặt miễn phí thì tự mình đến đó lấy đi. Nếu như thu phí thì tính lên đầu cô, đừng làm lỡ thời gian của bà. Được rồi tư vấn viên Tiết, mau giới thiệu cho tôi. Hồ Thúy Hoa này đúng là loại mắt chó đòi khinh người, trong mắt bà ta, mấy người trẻ tuổi xinh đẹp như Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi sao có tiền. Vừa nhìn là biết là loại nghèo rách, còn đến đây ăn ké, uống ké. Bà ta đúng là khinh người mà. Diệp Vãn Nhi tức giận trợn to mắt, không nói nên lời. Tư vấn viên Tiết cũng cau mày, tôi xin lỗi bà Hồ,
chúng tôi phải theo nguyên tắc ai đến trước tiếp đón trước. Đây là quy định của công ty bọn họ, hơn nữa tư vấn viên Tiết cũng không thích Hồ Thúy Hoa này. Bà ta cũng ra vẻ quá rồi, có mấy đồng tiền thối còn tưởng rằng bản thân ngon lắm sao. Bà có thể mua nhà, còn người khác thì không chắc. Còn muốn người khác cho đặc quyền ư, tuy chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ, nhưng anh ấy vẫn có cốt cách của mình. Nghe xong những gì tư vấn viên Tiết nói, sắc mặt Hồ Thúy Hoa bỗng sa sầm xuống, bà ta lạnh lùng nói. Thằng nhãi, cậu cũng mạnh miệng đấy nhỉ? Được, mau gọi quản lý của các người ra đây. Hồ Thúy Hoa quát lớn, bỗng có một người đàn ông trung niên mặc Âu phục vội vàng chạy đến. Thưa bà, tôi là quản lý ở đây, tôi họ Trung, cho hỏi đã có chuyện gì xảy ra thế? Hồ Thúy Hoa lấy thẻ ngân hàng ra rồi nói. Quản lý Trung đúng không? Trong thẻ này có 8 triệu, hôm nay tôi định mua một căn biệt thự, tiếc là lại không có tư vấn viên giúp tôi, xem ra tôi phải đi đến bất động sản Lâm Khoa rồi. Vừa nghe thấy bà ta muốn mua biệt thự, hai mắt quản lý Trung liền sáng lên. Mặc dù nhà ở Bắc Thành rất dễ bán, nhưng cũng chỉ giới hạn ở những căn nhà bình thường mà thôi. Còn biệt thự và cơ sở kinh doanh lại quá đắt, người bình thường không thể nào mua nổi. Một căn biệt thự ở đây có giá hơn 7 triệu. Nếu bán được thì sẽ tương đương như bán được 3-4 căn nhà thông thường. Đây chính là KPI của quản lý Trung, tiền thưởng cuối năm của ông ta đều phụ thuộc vào nó. Bà Hồ, xin bà đừng vội, bây giờ tôi sẽ sắp xếp tư vấn viên để giới thiệu cho bà ngay. Hồ Thúy Hoa chỉ vào tư vấn viên Tiết, nói tôi không cần người khác, tôi muốn cậu ta. Trên mặt Hồ Thúy Hoa lộ ra vẻ giễu cợt, bà ta chính là muốn nhìn thấy cái cách mà tầng lớp lao động cúi đầu trước đồng tiền. Sắc mặt tư vấn viên Tiết chợt thay đổi, anh hơi nhíu mày rồi nhìn sang quản lý Trung, sau đó nháy mắt với ông ta. Nhưng quản lý Trung vẫn làm ngơ rồi nói. Được, Tiểu Tiết, bây giờ cậu đi giới thiệu biệt thự cho bà Hồ đi, nhất định phải thật kiên nhẫn để giới thiệu cho tốt, có nghe chưa hả? Tư vấn viên Tiết có chút không vui, nói. Quản lý Trung, nhưng tôi đã tiếp đã hai vị này trước. Quản lý Trung cau mày, Tiểu Tiết, cậu có biết cái gì gọi là ưu tiên không? Cái gì trước cái gì sau cũng không biết sao. Thôi được rồi, bên này cứ để tôi lo, cậu mau đi tiếp đãi bà ấy đi. Nói xong, quản lý Trung liền bước đến gần chỗ hai người Tần Lâm, cười nhạt rồi bày ra điệu bộ thành thục, nói. Thật xin lỗi hai vị, bởi vì hôm nay chúng tôi hơi bận, vậy nên mời hai vị đến khu nghỉ ngơi để nghỉ một lát, lát nữa tư vấn viên Tiết làm xong việc sẽ đến tiếp đãi hai người tiếp ạ. Quản lý Trung thể hiện rõ là một người khá đàng hoàng, nhưng thực tế là đang xem thường Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi. Nghe xong, sắc mặt Tần Lâm liền đanh lại. Tôi đến trước, tại sao tôi lại phải đợi? Quản lý Trung sững ra, không ngờ Tần Lâm lại tỏ vẻ không vui như thế, sau đó ông ta cười nói. Thưa cậu, quý bà này muốn mua biệt thự, chúng tôi là người bán, đương nhiên sẽ ưu tiên khách quý, cậu nói xem có đúng không? Muốn xem nhà thì xem lúc nào cũng được, chúng tôi có thể bán bất cứ khi nào. Vậy nên cậu hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Nghe xong những gì quản lý Trung nói, cả Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi đều cảm thấy bất mãn. Ý của ông là do bọn họ mua biệt thự đắt tiền, nên ông mới bán à? Còn cái gọi là trước sau, các người xem là cái thá gì chứ? Quản lý Trung nghe thấy giọng điệu của Tần Lâm không mấy thiện cảm, liền cười phá lên. Sự thật mất lòng, cậu nhóc, nếu như không phục thì về phấn đấu đi, ráng thêm mấy năm nữa. Nói không chừng sẽ mua được biệt thự đấy, đến lúc đó tôi sẽ tiếp đãi cậu thật tốt. Nhưng cậu phải nhanh lên đấy, nói không chừng tốc độ phấn đấu của cậu còn không thể theo kịp tốc độ tăng giá nhà của chúng tôi nữa. Lời của quản lý Trung khá gay gắt. Dù sao thì Tần Lâm ở trong mắt ông ta cũng không phải người quyền quý gì, không cần phải khách khí với anh. Ngược lại, vừa nhìn hai người bên Hồ Thúy Hoa là biết người có tiền. Nếu trực tiếp bán được căn biệt thự này thì không chừng ông ta sẽ trở thành quán quân doanh thu trên năm nay. Tiền thưởng nhân đôi. Cho nên ông ta vẫn biết cái nào quan trọng hơn. Hơn nữa, nhân vật còn con như Tần Lâm, cho dù có mua nhà thì cũng sẽ mua một căn nhà ở thông thường mà thôi. Bán nhà ở đây không cần phải lo, sớm muộn gì cũng bán được, bán cho ai cũng vậy. Nhưng biệt thự thì khác. Tần Lâm nghe xong, sắc mặt liền sa sầm xuống. Nhân viên của bất động sản Điền thì các người đều có thái độ như thế này à? Quản lý Trung cau mày, cậu nhóc, nói năng phải chú ý đến thân phận một chút, đừng có ra vẻ ở bất động sản Điền thị của tôi,
không khôn ngoan chút nào đâu. Dứt lời, quản lý Trung lấy ra một tấm danh thiếp, sau đó đặt trước mặt Tần Lâm. Nhìn cho rõ, bên trên viết rằng, Trung Thanh, Phó Tổng Giám đốc của Bất Động Sản Điền Thị. Đưa danh thiếp cho Tần Lâm là muốn để cho anh biết được quản lý Trung đây không chỉ là một quản lý của bộ phận kinh doanh, mà còn là một Phó Tổng Giám đốc của Bất Động Sản Điền Thị, người bình thường không thể dây vào được. Tần Lâm liếc qua, bèn cười nhạt. Đưa cho tôi tấm danh thiếp này là ý gì? Nghĩ rằng mình lợi hại lắm sao? Quản lý Trung cười nhạt, lợi hại thì không dám, ít nhất thì tấm danh thiếp này cũng đủ khiến cậu nhận ra hiện thực rồi nhỉ? Tần Lâm cười khẩy, danh thiếp đúng không, tôi cũng có. Nói xong, Tần Lâm liền lấy từ trong túi ra một danh thiếp, đặt trước mặt mọi người. Ngay khi quản lý Trung nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Thẻ đen thiên sứ. Người khác không biết nhưng quản lý Trung thì biết, đây chính là thẻ VIP độc quyền của Bất Động Sản Điền Thị, cũng chỉ có ông chủ mới được cấp, hiện tại chỉ có một tấm thẻ duy nhất, vẫn chưa từng nghe ông chủ tặng cho ai bao giờ. Thẻ đen thiên sứ hệt như ông chủ, có thể thay mặt ông chủ đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào và cấp dưới phải thực hiện theo nó một cách vô điều kiện. Nhìn thấy tấm thẻ này, quản lý Trung vô cùng sửng sốt, sao lại như thế được? Lúc trước Liễu Thanh Thanh từng đến, quan hệ của bọn họ với Liễu Thanh Thanh tốt như thế, ông chủ còn chưa cho cô tấm thẻ này. Phải biết rằng Liễu Thanh Thanh là người giàu nhất cả nước, cho dù có là nhân vật lớn như vậy, ông chủ cũng không nói sẽ cho cô ấy một tấm thẻ như thế này. Tên nhóc này là ai? Có lai lịch như thế nào? Sao lại có thể khiến Tổng Giám đốc Điền cho anh tấm thẻ tượng trưng duy nhất của ông ấy được? Quản lý Trung cầm lấy tấm thẻ với vẻ mặt nghi ngờ. Tấm thẻ này ở đâu ra? Tần Lâm cười khẩy, ông nghĩ là tôi lấy từ đâu? Quản lý Trung hừ lạnh một tiếng, tôi nghĩ là cậu trộm thì có. Cậu có biết tấm thẻ này có ý nghĩa như thế nào không? Điều này có nghĩa là cậu có thể có được tất cả các quyền của ông chủ chúng tôi. Cậu cảm thấy bản thân có đủ tư cách để sử dụng tấm thẻ đen thiên sứ này không? Cậu đừng có nói với tôi là do ông chủ chúng tôi đưa đấy chứ. Tần Lâm liền bật cười, đúng là do ông chủ các người tặng tôi, có vấn đề gì không? Quản lý Trung cười phá lên, ha ha, ông chủ chúng tôi tặng cho cậu. Cậu có thân phận gì chứ? Là cái thá gì mà lại tặng cho cậu? Bảo vệ đâu, mau đến đây, lôi cậu ta ra ngoài. Nói xong, quản lý Trung liền gọi cho 113 để báo cảnh sát. Sắc mặt Diệp Vãn Nhi chợt thay đổi, anh Tần, hay là... Diệp Vãn Nhi không muốn làm lớn chuyện, dù sao cô cũng chỉ muốn mua nhà mà thôi. Tần Lâm liền cười khẩy. Cứ để ông ta báo cảnh sát đi. Ngay lúc này, Tần Lâm lấy điện thoại ra rồi gọi vào số của Điền Văn Hoa. Tần Đại Sư, Điền Văn Hoa nghe, cậu có chuyện gì thế? Trên mặt Tần Lâm lộ ra tia giễu cợt, nói, bây giờ chúng tôi đang ở phòng giao dịch bất động sản, bị người ta bao vây rồi. Tần Lâm nói xong, Điền Văn Hoa ở đầu dây bên kia sững sờ. Mãi mà không hoàn hồn được. Á! Tần Đại Sư, cậu bảo cậu đang bị người ta bao vây ở phòng giao dịch bất động sản ở Bắc Thành sao? Đây đúng là đùa mà, ai là người phụ trách ở chỗ đấy? Thôi, để tôi đích thân đến đấy một chuyến, cậu đợi tôi chút. Nói xong, hai người cúp máy. Điền Văn Hoa lập tức gọi tài xế lái xe đến đấy, tạm dừng tất cả mọi việc đang làm, phóng nhanh đến kia. Đám người này đúng là có mắt không tròng, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Dám vô lễ với Tần Đại Sư sao? Tần Đại Sư vừa mới cứu mạng ông ấy, hơn nữa Tần Lâm còn biết bí mật của ông, cho dù là ở phương diện nào thì Điền Văn Hoa cũng nhất định tôn trọng Tần Lâm vô cùng. Đám quản lý của phòng giao dịch bất động sản này dám vô lễ với cậu Tần, bọn họ muốn chết à? Sau khi cúp máy, quản lý Trung cười khẩy, ở ha. Gọi điện cho ai vậy? Nghe giọng điệu của cậu chẳng nhẽ là gọi điện cho ông chủ của chúng tôi đấy à? Ha ha ha, quản lý Trung nói xong, những người khác cũng cười theo, Điền Văn Hoa là ai chứ? Là ông chủ của bất động sản Điền Thị. Mặc dù không lợi hại bằng Hà Niệm Anh nhưng cũng là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới bất động sản. Có thể quen được ông chủ lớn như vậy thì nhất định không phải giàu thì cũng sang, mà cái gọi là không giàu thì cũng sang chẳng liên quan gì đến cậu thanh niên này cả. Anh trông chẳng giống gì người có tiền cả. Trẻ như vậy không giống đại gia. Ăn mặc giản dị cũng không giống phú nhị đại, càng chưa từng nghe qua nhà giàu nào họ Tần cả. Vừa nhìn là biết là tầng lớp làm công ăn lương bình thường,
đưa theo bạn gái đến đây tỏ vẻ, kết quả không tỏ vẻ được còn cứ cố giả vờ. Nhặt được tấm thẻ, không biết nên dùng thế nào, còn cho rằng là chuyện tốt, kết quả không ngờ lại bị người ta bắt được. Cũng hết cách, quyền lực của chiếc thẻ này thực sự quá lớn, nếu như là thẻ VIP cao cấp bình thường thì người khác chắc còn tin, nhưng đây là thẻ đen thiên sứ, chắc chắn không bao giờ có thể nằm trong tay của cậu thanh niên này. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã tới. Hai đồng chí cảnh sát đi đến trước mặt quản lý Trung, hỏi. Là ông báo cảnh sát phải không? Ai trộm vậy? Bảo vệ bao vây bọn họ lại, không ai chạy được, vậy nên quản lý Trung không hề sợ hãi, cũng chẳng hề hoảng loạn. Ông ta chỉ vào Tần Lâm rồi nói, cậu ta trộm thẻ của ông chủ của chúng tôi, hoặc là nhặt được, tôi không chắc lắm. Trước mặt cảnh sát, quản lý Trung khá cẩn thận, không dám nói bừa, nói gì ở đây cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cẩn thận chút vẫn hơn. Cảnh sát nhíu mày, không chắc chắn có phải là trộm không mà còn báo cảnh sát à? Nhỡ may là nhặt được thì sao? Quản lý Trung đã sớm tìm được cơ, ông ta chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Dù cậu ta có trộm hay nhặt được thì cậu ta cũng dùng rồi. Thẻ này của chúng tôi có thể đại diện cho ông chủ yêu cầu giám đốc làm mọi việc, cậu ta lại sử dụng nó. Cảnh sát nhíu mày, tình huống khá đặc thù, nếu như nói chiếc thẻ này là Tần Lâm nhặt được. Nhặt một chiếc thẻ chẳng có gì sai cũng chẳng phạm pháp. Nhưng nếu nhặt được thẻ lại đi sử dụng thì đúng là phạm pháp. Nếu như anh nhặt được thẻ ngân hàng thì không phải là phạm pháp. Nhưng nếu như nhặt được thẻ ngân hàng không thuộc về mình xong dùng nó đi rút tiền thì chính là vi phạm pháp luật. Cảnh sát đi đến trước mặt Tần Lâm, chào anh, hỏi với thái độ nghiêm túc. Đồng chí, mời đồng chí trả lời thật, chiếc thẻ này là của đồng chí sao? Tần Lâm chẳng hề sợ hãi, mặt không hề biến sắc. Đúng là của tôi. Nhìn thấy Tần Lâm bình tĩnh như vậy, quản lý Trung cười khẩy. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vịt chết mà còn quang quác cái mồm, rõ ràng là không phải của cậu mà cậu cứ nhận là của mình, ý của cậu là ông chủ của chúng tôi tặng cho cậu chắc. Tần Lâm cười khẩy, tại sao lại không? Nếu ông đã nói, chiếc thẻ này quý giá đến vậy thì rõ ràng là của Tổng Giám Đốc Điền tặng tôi. Quản lý Trung cười khẩy một tiếng, Tổng Giám Đốc của chúng tôi nói rồi, chiếc thẻ đen thiên sứ này là đại diện cho thân phận địa vị của khách hàng cao quý nhất công ty. Mà cậu nghĩ mình có tư cách trở thành khách hàng cao quý nhất của công ty chúng tôi chắc? Cậu chẳng qua chỉ là một tên khốn, trộm thẻ mà không chịu thừa nhận, đồng chí cảnh sát, mau bắt cậu ta lại rồi đưa đi. Cảnh sát nhíu mày, có hơi khó hành xử, nếu quản lý Trung đã chắc chắn đến vậy thì bọn họ không thể không tin. Thế này đi, anh Tần, anh đi với chúng tôi một chuyến, nếu như anh lấy ra được bằng chứng chứng minh chiếc thẻ này là của anh thì chúng tôi sẽ thả anh ra, còn nếu không anh sẽ bị chúng tôi truy cứu trách nhiệm pháp luật, anh hiểu chưa? Sắc mặt Diệp Vãn Nhi thay đổi, vừa nghe thấy bọn họ muốn đưa Tần Lâm đi, cô ấy liền kích động. Không được, mấy người không được đưa anh Tần đi, chúng tôi không cần chiếc thẻ này nữa, tôi cũng không mua nhà nữa, được chưa, xin các người đấy. Diệp Vãn Nhi chỉ muốn qua mua nhà, không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Cô ấy thà không mua nhà nữa, thà chả có gì để làm còn hơn để Tần Lâm bị người ta đưa đi. Tần Lâm cười khẩy, được, đưa đi thì đưa đi, Vãn Nhi yên tâm, tí nữa đương nhiên sẽ có người đến đón anh, chúng ta cứ phối hợp làm việc với cảnh sát đi. Cảnh sát cũng chỉ giải quyết việc công, Tần Lâm đương nhiên phải phối hợp. Quản lý Trung cười khẩy, ha ha, đến giờ này vẫn giả vờ giả vịt. Có nghĩa lý gì nữa không? Đồng chí mau đưa tên trộm này đi đi. Lời vừa dứt, ngoài cổng đột nhiên truyền đến một giọng nói mạnh mẽ. Tôi muốn xem ai dám động vào cậu Tần. Mọi người lập tức nhìn về hướng phát ra giọng nói, họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đang đi tới đây. Sắc mặt âm trầm, còn có vẻ lo lắng. Quản lý Trung sững người. Tổng giám đốc Điền. Quản lý Trung không thể nào ngờ được. Điền Văn Hoa lại xuất hiện ở đây. Tổng Giám Đốc Điền cũng nghe nói đến chuyện này sao? Đúng rồi. Nhất định là Tổng Giám Đốc Điền đã nghe được chuyện này, sau đó phát hiện ra thẻ của mình bị trộm, rồi nổi giận xông đến đây. Quản lý Trung khinh bỉ nhìn Tần Lâm, nói. Cậu chết chắc rồi, Tổng Giám Đốc của chúng tôi tới rồi, cậu đi đời rồi đấy. Quản lý Trung chạy nhanh lại đây, hơi thở dốc. Quản lý Trung vội vàng tiến lên. Đưa thẻ cho Tổng Giám Đốc Điền. Tổng Giám Đốc Điền, thẻ này tôi trả lại cho ông, thẻ của ông bị tên kia trộm mất.
Cậu ta còn muốn sử dụng quyền lực của ông, tôi thì không hề tin. Nên gọi bảo vệ đến vây bọn họ lại, sau đó báo cảnh sát, bây giờ chuẩn bị đưa cậu ta vào đồn, thẩm tra một phen, xem rốt cuộc cậu ta trộm nó ở đâu. Nói xong, quản lý Trung còn tươi cười nhìn Tổng Giám Đốc Điền, cứ như đang tranh giành công lao vậy, cảm thấy bản thân đã làm được chuyện tốt, đợi Tổng Giám Đốc khen thưởng. Nghe thấy quản lý Trung nói vậy, Điền Văn Hoa nghiến răng ken két, tức đến mức toàn thân phát run, nắm chặt nắm đấm. Trong công ty của ông ấy sao lại có loại nhân viên não tàn đến vậy? Quản lý Trung, ông làm hay lắm. Điền Văn Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, quản lý Trung còn xấu hổ cười. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Điền đã bồi dưỡng. Tôi bồi dưỡng con mẹ ông ấy. Lời vừa dứt, Điền Văn Hoa đá một cước vào bụng quản lý Trung, đạp ông ta bay ra ngoài. Quản lý Trung bị bay ra ngoài, đầu đụng vào mô hình mấy tòa cao ốc, chảy không ít máu. Nỗi đau kịch liệt trên cơ thể khiến quản lý Trung sững sờ. Tổng Giám Đốc Điền, ông bị sao vậy? Tổng Giám Đốc Điền đánh ông ta khiến ông ta tức kinh khủng nhưng cũng không dám nổi giận. Đây là Tổng Giám Đốc Điền đấy, ông chủ của bọn họ. Người ta nói một câu thôi là có thể khiến ông ta bị khai trừ khỏi ngành, quyết định vận mệnh của ông ta. Điền Văn Hoa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tát cho quản lý Trung thêm một cái. Tấm thẻ này là tôi tặng cậu Tần, tôi đã từng nói với ông, thấy tấm thẻ này cũng như thấy tôi vậy chưa? Quản lý Trung sững sờ, vẫn chưa hoàn hồn. Tổng Giám Đốc Điền, ông nói thật sao, ông sao có thể tặng cho cậu ta được? Quản lý Trung thực sự không hiểu, tên Tần Lâm trông có vẻ chỉ là tên khốn chẳng có gì, Tổng Giám Đốc Điền sao lại tặng cho cậu ta món quà quý giá đến vậy? Tổng Giám Đốc Điền nghiến răng, lạnh lùng nói. Họ Trung kia, ông đúng là cái đồ mắt chó khinh người, địa vị của cậu Tần không phải thứ ông có thể tưởng tượng đâu. Được rồi, tôi cũng không giải thích được với cái loại phế vật như ông. Từ ngày hôm nay ông không còn là nhân viên của bất động sản Điền Thị nữa, ông bị đuổi việc, hơn nữa toàn ngành sẽ phong sát ông. Cái loại như ông không hợp làm việc ở công ty của chúng tôi. Nghe thấy lời của Tổng Giám Đốc Điền, sắc mặt quản lý Trung thay đổi. Tổng Giám Đốc Điền đừng làm vậy mà. Tổng Giám Đốc Điền, tôi sai rồi, ông cho tôi một cơ hội đi mà, nếu như tôi đi rồi vị trí quản lý này sẽ bị bỏ trống. Điền Văn Hoa cười khẩy, vị trí quản lý này có người khác làm được, ví dụ. Điền Văn Hoa chưa nói hết câu, Tần Lâm đột nhiên chỉ vào tư vấn viên Tiết kia. Tổng Giám Đốc Điền, tư vấn viên Tiết khá được, vừa nãy khi chúng tôi đến, anh ấy tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình, hơn nữa rất có nguyên tắc. Thái độ lúc trước của tư vấn viên Tiết khiến Tần Lâm nhớ rất rõ, nên lúc này anh đương nhiên sẽ nói giúp anh ấy vài câu. Điền Văn Hoa sững sờ, sau đó gật đầu. Được, nếu Tần Đại Sư đã giới thiệu thì đương nhiên là được. Tiểu Tiết đúng không, bây giờ cậu là quản lý của phòng giao dịch bất động sản này, hơn nữa còn kiêm chức phó tổng giám đốc của tổng công ty chúng ta, tí nữa đi về cậu có thể đến nhận chức. Tư vấn viên Tiết vui mừng vô cùng, không ngờ được mình lại một bước lên mây. Từ một nhân viên tư vấn bất động sản nhỏ bé trở thành phó tổng giám đốc của công ty. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Điền đã tin tưởng, cảm ơn anh Tần đã nói tốt. Tần Lâm nói, bây giờ có thể giới thiệu với tôi về nhà được chưa? Tổng Giám Đốc Điền cười, quản lý Tiết, cậu đích thân giới thiệu đi. Tư vấn viên Tiết lập tức trở thành quản lý Tiết, khiến anh ấy vui mừng hết đỗi, may mà hôm nay mình nói thêm với anh Tần vài câu. Cũng là vì anh ấy kiên trì với nguyên tắc của mình nên Tần Lâm mới giúp anh. Quản lý Tiết còn nhiệt tình hơn lúc nãy, vội vàng giới thiệu cho Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi. Hai vị muốn xem nhà như thế nào ạ? Tần Lâm nói, tôi muốn xem cửa hàng mặt phố. Vâng, quản lý Tiết lúc này đã nhìn Tần Lâm bằng một con mắt khác. Lúc trước cảm thấy trên người anh Tần đây có khí chất khác lạ, quả nhiên người ta không mua nhà để ở mà muốn mua cửa hàng mặt phố. Cửa hàng mặt phố ở đây, một căn cũng phải có giá trên 20 triệu, còn đắt gấp đôi biệt thự, người bình thường căn bản mua không nổi. Hồ Thúy Hoa lúc nãy mua một căn biệt thự đã tỏ vẻ huênh hoang, kết quả anh Tần còn mua cả cửa hàng mặt phố. Đúng là vả mặt mà, Hồ Thúy Hoa đứng bên, sắc mặt ngượng ngùng. Tất cả mọi chuyện đều do bà ta mà ra, bà ta không thể nào ngờ được tên nhãi này lại lợi hại đến vậy, quen cả tổng giám đốc của công ty. Hồ Thúy Hoa cố gắng đi ra chỗ khác trốn, muốn nhân lúc không ai chú ý đến mà lẩn đi, tỷ
tìm một nơi không ai quen bà ta để rời đi. Tuy nhiên Tần Lâm đột nhiên quay đầu, nhìn Hồ Thúy Hoa nói. Người phụ nữ này không có nhân phẩm, nếu như để bà ta sống trong khu của mấy người thì có thể kéo chất lượng của cả khu đi xuống. Tần Lâm nói xong, Điền Văn Hoa lập tức hiểu ý. Được, cảm ơn cậu Tần đã nhắc nhở, quản lý Tiết, tí nữa về tổng công ty, cậu công bố chứng minh thư của người phụ nữ này lên mạng, bà ta sẽ bị liệt vào danh sách đen của tập đoàn, về sau không bán nhà cho bà ta nữa. Ngoài ra thông báo cho bất động sản Hà Thị, tiến hành phong sát bà ta. Vâng thưa Tổng Giám Đốc Điền. Nghe thấy lời Tổng Giám Điền, Hồ Thúy Hoa mặt xám như cho, hối hận vô cùng. Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi chọn nhà rất thuận lợi, mặc dù Điền Văn Hoa cứ muốn tặng, nhưng Tần Lâm vẫn tự mua một căn, dù sao anh cũng chẳng thiếu tiền, tiêu một chút cho trượng nghĩa. Hai vợ chồng Hồ Thúy Hoa bị đuổi ra ngoài, mặt đen xì, không mua được nhà, kết quả còn bị kéo vào danh sách đen, về sau mua nhà sẽ gặp khó khăn. Chồng, em bị người ta bắt nạt, anh nhất định phải trả thù cho em. Hồ Thúy Hoa làm nũng với chồng mình ở bên. Người đàn ông nói, vợ, em yên tâm, không ai có thể bắt nạt được người phụ nữ của Doãn Gia Minh anh. Doãn Gia Minh nghĩ một lúc, cầm điện thoại lên tra, mặt đột nhiên bừng tỉnh. Anh biết người đó là ai rồi? Hồ Thúy Hoa sững sờ, là ai vậy? Chồng biết cậu ta sao? Biết, anh biết, cậu ta là bạn trai của Liễu Thanh Thanh, chẳng trách địa vị thân phận lại cao đến vậy. Cái gì, bạn trai của Liễu Thanh Thanh á? Hồ Thúy Hoa kinh ngạc, người đàn ông kia trông kém cỏi vậy mà là bạn trai của Liễu Thanh Thanh sao? Bạn trai của người giàu nhất cả nước sao? Nhưng mà lúc nãy cậu ta đi cùng người phụ nữ khác mà. Đúng vậy, tiếc là chúng ta không vào được. Nếu không chụp ảnh quay phim lại nhất định sẽ khiến cậu ta chết chắc. Không được, cậu ta đi cùng người phụ nữ kia mặc dù cùng mua đồ, nhưng không thân mật, chúng ta cho dù có quay phim chụp hình lại thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hai người thương lượng với nhau một lúc, hình như đúng là như vậy. Cứ như vậy đúng là chẳng có nghĩa lý gì, cho dù có chụp lại được thì nói lên được điều gì chứ. Trừ phi phải là ảnh thân mật của hai người mới được. Doãn Gia Minh nghĩ một lúc. Cảm thấy hơi không vui. Anh có thể liên lạc được với Tổng Giám Đốc Liễu, nhưng trong tay anh không có chứng cứ, chúng ta nghĩ cách xem sao. Hồ Thúy Hoa đột nhiên nói, đúng rồi, chẳng phải có ngõ Yên Hoa sao? Để cậu ta đi vào trong ngõ Yên Hoa là có chứng cứ ngay. Doãn Gia Minh mắt sáng lên như đèn pha, đúng rồi, có lý lắm. Ngõ Yên Hoa là phố đèn đỏ, đàn ông thường đến mấy nơi này, nhiều người phụ nữ cũng biết nơi ấy làm cái gì. Nên đều canh chừng cấm chồng mình đến đó. Nếu như chụp được ảnh Tần Lâm đi vào đó, gửi cho Liễu Thanh Thanh thì đúng là thú vị. Kế hoạch này không tồi, Doãn Gia Minh nhíu mày, nhưng mà làm sao thì mới có thể khiến cậu ta đi vào trong đó. Hồ Thúy Hoa nghĩ một lúc, em có cách này, anh chờ em chút. Nói xong hai người ở trên xe đỗ cách phòng giao dịch bất động sản không xa. Một lúc sau, Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi mua xong nhà, đi ra từ bên trong. Lên xe, Doãn Gia Minh lén đi theo sau. Chẳng mấy chốc, Tần Lâm đã đưa Diệp Vãn Nhi về nhà, Tần Lâm chuẩn bị lái xe rời đi. Vừa khởi động xe đột nhiên một người đội mũ đi qua, kẹp vào xe của Tần Lâm một tờ giấy, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn thấy mấy chữ bên trên, Tần Lâm sững sờ. Trong tay tôi có ảnh khiếm nhã của bạn gái anh, nếu như muốn lấy về thì đến số 1000 đường Thâm Quyến. Nhìn thấy tờ giấy này, Tần Lâm vội vàng xuống xe. Tìm tứ phía, nhưng không tìm được bóng người kia. Tờ giấy này khiến Tần Lâm mơ hồ, anh nhíu mày suy nghĩ một lúc. Hình khiếm nhã của bạn gái. Khoa học bây giờ quá phát triển, khéo là do paparazzi chụp trộm trong khách sạn, vậy nên anh không thể không tin. Tần Lâm nghĩ một lúc, có khả năng là Tô Văn Kỳ. Mọi người đều biết đến mối quan hệ của Tần Lâm và Tô Văn Kỳ. Hơn nữa Tô Văn Kỳ lại là thiên hậu của giới giải trí. Ngày thường paparazzi có quá nhiều cơ hội bám theo cô ấy. Vậy nên những lúc Tô Văn Kỳ ở khách sạn đều rất cẩn thận, trong phòng thường ăn mặc nghiêm túc, sợ trong phòng của khách sạn có camera lỗ kim hay mấy thứ như thế. Nhưng cho dù như vậy thì cũng không an toàn 100%. Tần Lâm nhận được tin nhắn uy hiếp, điều đầu tiên nghĩ đến là Tô Văn Kỳ. Tần Lâm cũng không gọi điện thoại cho Tô Văn Kỳ, anh nghĩ nếu thực sự bị chụp trộm thì tiêu hủy luôn bức ảnh là được. Để tránh Tô Văn Kỳ biết thì khó chịu. Tần Lâm cầm tờ giấy lên, đi đến nơi như chỉ dẫn.
Chẳng mấy chốc anh đã đến số 1000 đường Thâm Quyến, bên trên viết câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe ngõ Yên Hoa. Tần Lâm không nhìn kỹ đây là nơi nào mà cầm tờ giấy đi thẳng vào. Ở phía xa, có hai người lén lút âm thầm cầm điện thoại quay phim. Quay lại đoạn video Tần Lâm đi vào trong câu lạc bộ. Sau khi Tần Lâm đi vào, một cô gái đi tới tiếp đón. Chào anh, xin hỏi anh đi một người à? Lúc trước anh đã từng đến chỗ chúng tôi chưa? Nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhiệt tình giới thiệu, với sự từng trải của mình, anh có thể đoán ra đây chẳng phải nơi tử tế gì. Tần Lâm cầm tờ giấy đưa cho cô gái hỏi. Có người đưa cho tôi tờ giấy này, cô có biết là ai không? Cô gái nhìn qua, có hơi không hiểu. Thưa anh, cái này tôi cũng không biết, có điều anh có thể lên tầng nghỉ ngơi thư giãn một lúc, anh thấy thế nào? Tần Lâm lắc đầu, không cần. Không tìm được người, Tần Lâm có hơi không hiểu, có điều nếu đối phương đã muốn uy hiếp thì nhất định sẽ liên lạc với anh. Nếu không lừa anh đến đây để làm gì? Tần Lâm liền quay đầu rời khỏi. Khi đi ra, Doãn Gia Minh và Hồ Thúy Hoa đã rời đi rồi. Dù sao cũng chỉ cần quay được đoạn video Tần Lâm đi vào trong là được, lúc đi ra ngoài thì không cần. Sắc mặt Hồ Thúy Hoa lộ ra vẻ đắc ý, chồng à, anh thông minh quá, lần này chúng ta nắm được điểm yếu của cậu ta rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Doãn Gia Minh nghĩ một lúc, tên này là bạn trai của Liễu Thanh Thanh, chắc chắn cậu ta cũng chẳng có tiền. Chỉ là một tên ăn bám bạn gái thôi, vậy nên cũng chẳng dọa dẫm được gì đâu. Chúng ta cứ gửi thẳng đoạn video này cho Liễu Thanh Thanh để cậu ta mất đi Bạch Phú Mỹ này. Cứ giả vờ tỏ vẻ trước mặt chúng ta, kết quả mất đi bạn gái hoàn mỹ, em nói xem liệu cậu ta có sụp đổ mà chết không? Hồ Thúy Hoa gật đầu, nếu đứng vào vị trí của Tần Lâm, có một người bạn gái vừa xinh đẹp vừa giàu có như Liễu Thanh Thanh đúng là hoàn mỹ. Có cảm giác gì tồi tệ hơn mất đi không chứ? Hồ Thúy Hoa nói, chồng ơi, vậy anh cho Liễu Thanh Thanh xem thứ này như thế nào? Doãn Gia Minh cười, cái này anh tự có cách. Nói xong, Doãn Gia Minh lấy máy tính xách tay ra, kèm tệp video vào email, sau đó gửi vào hòm thư cá nhân của Liễu Thanh Thanh. Sau đó lấy điện thoại ra, gọi vào số văn phòng của Liễu Thanh Thanh. Alo, xin chào, đâu là văn phòng tổng giám đốc của Mỹ Phẩm Tầng Vân, có chuyện gì không ạ? Nếu gọi điện thoại cho Liễu Thanh Thanh thì chắc chắn cô ấy sẽ không nghe máy, đều là trợ lý hoặc thư ký nghe máy. Doãn Gia Minh nói, tôi người của bất động sản Điền Thị, chúng tôi có hạng mục muốn cùng quý công ty hợp tác, xin Tổng Giám Đốc Liễu xem hòm thư cá nhân của mình, có một phần văn kiện công ty chúng tôi đã gửi qua. Vâng, tôi sẽ báo lại với Tổng Giám Đốc Liễu, một lúc sau chúng tôi sẽ gọi lại. Doãn Gia Minh cúp máy, sau đó sắc mặt lộ vẻ được như ý nguyện. Nếu như có thể vì chuyện này mà khiến Tần Lâm mất đi cô bạn gái tốt như thế thì đúng là báo thù hả giận mà. Thư ký đi vào văn phòng của Liễu Thanh Thanh, nhìn thấy Liễu Thanh Thanh ngồi đó liền vội vàng nói. Tổng Giám Đốc Liễu, bất động sản Điền Thị có hạng mục muốn cùng cô hợp tác, nội dung cụ thể đã gửi vào hòm thư của cô rồi ạ. Liễu Thanh Thanh sững sờ, ồ, lão Điền sao chưa gọi điện cho tôi nhỉ? Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ xem qua. Liễu Thanh Thanh mở hòm thư ra, bên trong có rất nhiều thư, cô ấy không xem, chỉ tìm thư có tiêu đề tên là Bất Động Sản Điền Thị, ấn vào, phát hiện ra có một đoạn video. Liễu Thanh Thanh cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng là đoạn video giới thiệu hoặc là video PPT thôi. Sau khi ấn mở, phát hiện ra đó là một đoạn video quay trộm, chỉ ngắn ngủi có mười mấy giây. Nhưng khi nhìn thấy người trong đoạn video, Liễu Thanh Thanh liền nhíu mày. Tần Lâm. Là bạn gái của Tần Lâm, cô ấy đương nhiên nhận ra bóng lưng của anh, bộ đồ anh mặc trên người cũng là do cô ấy mua. Gửi đoạn video quay Tần Lâm cho cô ấy là có ý gì? Bây giờ có rất nhiều người biết chuyện giữa Liễu Thanh Thanh và Tần Lâm, cũng không cần giấu chuyện này nữa. Cô ấy cũng không phải người của giới giải trí, Tần Lâm cũng vậy. Mặc dù hai người bây giờ khá nổi tiếng, nhưng cho dù bọn họ ở bên nhau thì cũng không ảnh hưởng đến công việc của đôi bên. Liễu Thanh Thanh lúc trước rất lo, dù sao hào quang của người giàu có nhất cũng rất lớn, sợ Tần Lâm không chịu nổi. Nhưng về sau phát hiện danh tiếng của Tần Lâm cũng không nhỏ, Tần Lâm có địa vị rất cao ở giới đông y. Vậy nên trong con mắt của người ngoài, bọn họ cũng khá hợp nhau. Liễu Thanh Thanh vừa định hỏi thư ký, đột nhiên phát hiện ra Tần Lâm đi vào một cửa tiệm. Ngõ Yên Hoa. Là ngõ Yên Hoa sao?
Nhớ lại một chút, Liễu Thanh Thanh hình như từng nghe qua cái tên này rồi, ngõ Hiên Hoa là nơi gì vậy? Hình như cũng chẳng phải nơi đàng hoàng gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt Liễu Thanh Thanh đột nhiên thay đổi, nhưng cô vẫn chưa chắc chắn, cô lấy điện thoại ra gọi cho Phó Tổng Giám Đốc. Phó Tổng Giám Đốc Loan, ông đến đây một chuyến. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên đã đi vào, mặt mày mờ mịt. Tổng Giám Đốc Liễu có gì phân phó ạ? Liễu Thanh Thanh nói, tôi muốn hỏi Phó Tổng Giám Đốc Loan, ngõ Hiên Hoa là nơi như thế nào? Sắc mặt Phó Tổng Giám Đốc Loan hơi ngượng ngùng. Tổng Giám Đốc Liễu, tôi chưa bao giờ dùng tiền của công ty để đi chỗ ấy cả, cô đừng hiểm lầm. Vừa nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Phó Tổng Giám Đốc Loan, Liễu Thanh Thanh hơi khó chịu trong lòng, vội vàng hỏi. Phó Tổng Giám Đốc Loan, ông đừng hiểu lầm, tôi chỉ tò mò nên hỏi thôi. Phó Tổng Giám Đốc Loan ngượng muốn chết, có hơi bất đắc dĩ, vốn không muốn nói, nhưng Tổng Giám Đốc đã hỏi thì không thể không trả lời. Tổng Giám Đốc Liễu, đó là nơi đàn ông hay đến, cô hỏi chuyện này để làm gì? Liễu Thanh Thanh hít sâu một hơi, ông ta đã nói như vậy thì đã rõ nơi ấy là nơi thế nào rồi. Được rồi, tôi biết rồi, ông đi ra ngoài đi. Phó Tổng Giám Đốc Loan rời đi xong, Liễu Thanh Thanh nắm chặt nắm đấm. Nơi đàn ông thích đi, là nơi như thế nào chứ? Chắc chắc là nơi làm chuyện trai gái rồi. Không ngờ một người thành thật như lão Tần lại đến nơi đấy. Liễu Thanh Thanh cảm thấy khó chịu, thậm chí còn hơi hoài nghi bản thân, chẳng nhẽ là vì quan hệ giữa họ tiến triển quá chậm sao? Dù sao đàn ông cũng có nhu cầu ấy, nhưng sao anh chưa bao giờ nhắc đến vậy? Nếu như nhắc đến, Liễu Thanh Thanh chưa chắc đã từ chối. Cô cầm điện thoại lên, không biết nên gọi điện chất vấn Tần Lâm hay không, cô ấy hiện tại rất loạn, tâm trạng mệt mỏi vô cùng. Vài giây sau, đột nhiên Tần Lâm gọi đến. Nhìn thấy Tần Lâm, Liễu Thanh Thanh liền nhíu mày, theo bản năng cúp máy. Bây giờ cô thật sự không muốn nói chuyện với Tần Lâm, và cũng không biết nói gì, mắng anh một trận à. Hay là cãi nhau? Liễu Thanh Thanh lập tức đập bàn, cảm thấy vô cùng tủi thân. Thư ký đứng ngoài hồi lâu rồi mới đẩy cửa bước vào, tiến đến nói. Thưa sếp, chị không sao chứ? Cô Hồ đang ngoài kia à? Liễu Thanh Thanh nhanh chóng ngồi ngay lại, Gia Hân đến rồi à? Mau để cô ấy vào. Liễu Thanh Thanh hết sức mong chờ sự xuất hiện của cô bạn thân này. Sau khi Hồ Gia Hân đi vào, nói chuyện phiếm một chút thì cô phát hiện ra Liễu Thanh Thanh có chút gì đó khác thường. Thanh Thanh, cậu sao thế? Sao mắt lại đỏ rồi? Liễu Thanh Thanh thở dài, do dự một hồi nhưng vẫn quyết định kể với Hồ Gia Hân. Hồ Gia Hân xem xong đoạn video trên điện thoại, lập tức nổi cơn tam bành. Mẹ kiếp! Ở nhà có bạn gái xinh đẹp như thế này lại còn ra ngoài làm bậy. Xem tớ mắng anh ta này. Hồ Gia Hân không phải Liễu Thanh Thanh, một khi cô ấy đã nổi điên thì người bình thường không thể nào đọ được. Cô lập tức lấy điện thoại gọi vào số Tần Lâm. Lúc nãy anh gọi cho Liễu Thanh Thanh là để hỏi han, bị cúp máy anh còn tưởng rằng do Liễu Thanh Thanh đang họp nên không tiện nghe máy. Nhìn thấy Hồ Gia Hân gọi đến, anh hơi sửng sốt rồi nhấc máy. Alo. Chuyện gì thế, Tần Lâm không hề tỏ ra khách sáo khi nói chuyện với Hồ Gia Hân. Vốn tưởng rằng Hồ Gia Hân sẽ nói gì đó mờ ám, nhưng cô lại mắng Tần Lâm một trận như chút nước. Họ Tần kia, anh còn mặt mũi không hả, sao lại dám đến những nơi như thế? Anh có xứng với Thanh Thanh không? Tần Lâm bỗng đơ ra, tự nhiên lại bị mắng xối xả. Tôi đi đến chỗ nào chứ? Sao lại thành có lỗi với Thanh Thanh rồi? Hồ Gia Hân hừ lạnh một tiếng, anh không thừa nhận à. Anh đi đến ngõ Hiên Hoa bị chụp lại đây này. Tần Lâm chợt nhớ lại, hình như là ngõ Hiên Hoa trên đường Thâm Quyến lúc trước. Ý cô là số 1000 trên đường Thâm Quyến à? Tôi đã đi đến đó rồi, đó là chỗ nào thế? Tần Lâm đã đến đấy, nhưng anh chỉ vào một chút rồi ra liền, hoàn toàn không làm gì cả, thậm chí ở bên trong có gì anh còn không rõ, bọn họ cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Hồ Gia Hân tức đến nghiến răng nghiến lợi, còn giả vờ. Giả vờ tiếp đi, anh có thể không biết chỗ đó là nơi như thế nào sao? Ngay cả một phụ nữ như tôi còn biết, Thanh Thanh xinh đẹp như thế này mà anh còn đến mấy nơi phóng đãng đó, anh có cảm thấy mình xứng với Thanh Thanh không? Tần Lâm lúc này mới hiểu được dòng chữ ngày hôm qua hoàn toàn không hề khoa trương, cái gì mà ảnh không đứng đắn của bạn gái, toàn bộ đều là vớ vẩn, chỉ muốn dụ Tần Lâm vào để quay phim. Sau đó gửi cho Liễu Thanh Thanh mà thôi.
Nhưng ai lại có thể làm vậy chứ? Trừ phi là người theo đuổi Liễu Thanh Thanh. Tần Lâm cứng họng, hoàn toàn không hề phòng bị trước những chuyện này. Để Thanh Thanh nghe điện thoại. Hừm, Thanh Thanh không rảnh để nghe điện thoại của anh tự kiểm điểm lại bản thân đi. Nói xong, Hồ Gia Hân lập tức cúp máy. Liễu Thanh Thanh có chút bất lực, bọn tớ có tính là cãi nhau không? Hồ Gia Hân cạn lời, bà cô ơi, đây là lỗi của anh ấy, sao cậu lại ở đây buồn bực làm gì, cứ lơ một khoảng thời gian đi, sau đó đợi anh ấy giải thích với cậu. Liễu Thanh Thanh thở dài, suy nghĩ của cô cũng rối tung hết cả, không biết nên làm thế nào cho tốt, nên chỉ có thể nghe theo cách của Hồ Gia Hân. Cúp điện thoại xong, sắc mặt Tần Lâm sa sầm xuống, lần này thật sự đã bị người ta gài bẫy rồi. Không ngờ lại có người làm ra trò như vậy, điều này thật sự khiến Tần Lâm cảm thấy không vui. Tần Lâm lập tức lên xe, lại đến ngõ Yên Hoa ở đường Thâm Quyến thêm lần nữa. Khi Tần Lâm bước vào, vẫn là mỹ nữ ngày hôm qua ra tiếp đãi anh, cô ta vừa nhìn thấy Tần Lâm liền bật cười. Anh lại đến rồi sao? Sắc mặt Tần Lâm chùn xuống, cau mày nói. Lại đến, các người không nhầm đấy chứ, hôm qua tôi chỉ vào một lát, không hề làm gì cả. Cho tôi xem camera giám sát ngày hôm qua một chút. Kiểm tra camera giám sát, một là để chứng minh sự trong sạch của bản thân, có video của camera giám sát rồi thì sẽ biết Tần Lâm vừa vào đã đi ra ngay. Thứ hai là có thể thấy được người đã chụp lén anh. Tần Lâm là người có thù át báo, có người dám gài bẫy anh, đương nhiên anh không thể bỏ qua. Cô nhân viên lễ tân mỉm cười, anh nói đùa rồi. Không phải ai cũng đủ tư cách để xem camera giám sát trước cửa của chúng tôi. Nghe xong, Tần Lâm liền cười khẩy, ý bảo tôi không đủ tư cách chứ gì. Vậy cô cảm thấy ai có đủ tư cách? Nhìn thấy giọng điệu của Tần Lâm, nữ nhân viên lễ tân liền lấy bộ đàm ra nói. Bảo vệ, gọi mấy người đến đây. Dù gì cô ta cũng là phụ nữ nên cũng không thể làm gì liều lĩnh khi đối mặt với Tần Lâm. Ai biết người này có bệnh thần kinh gì không chứ, cứ gọi bảo vệ đến cho chắc ăn. Vừa dứt lời, vài nhân viên bảo vệ đã vây quanh Tần Lâm, ai nấy đều cầm côn điện trên tay, trông vô cùng hung dữ. Tần Lâm cười khẩy, sao thế, tôi chỉ muốn xem camera giám sát thôi mà, các người lại muốn ra tay à? Nữ nhân viên lễ tân tỏ vẻ chế giễu, thật xin lỗi, xem camera giám sát à? Không phải anh muốn là được, cả hai lần anh vào đều không tiêu tiền, anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh đi sao? Tần Lâm cười lạnh, hóa ra là vậy. Dù sao đây cũng là nơi phóng đãng, khá nhạy cảm và đặc biệt, hơn nữa cả hai lần Tần Lâm vào đều không tiêu tiền, xem ra là muốn gây chuyện, đương nhiên nữ nhân viên lễ tân kia sẽ cảm thấy bất mãn với anh. Làm ăn trong ngành này còn có rất nhiều vấn đề khác, hơn nữa phải có lai lịch, còn người đến gây chuyện như Tần Lâm thì bọn họ thấy nhiều rồi, cuối cùng có ai lại không chịu rời đi chứ. Tần Lâm bày ra vẻ bông đùa, cô chắc chưa, mấy tên tôm tép này mà cũng đòi uy hiếp tôi sao? Nữ nhân viên lễ tân nghe xong liền lùi về sau vài bước, lạnh lùng nói. Muốn gây chuyện ở ngõ Yên Hoa à, anh vẫn còn non lắm, nếu như không phục thì anh cứ thử xem. Nói xong, mấy nhân viên bảo vệ dần tiến lại gần, nhưng Tần Lâm vẫn hết sức bình tĩnh, chỉ mấy người thế này thì anh phất tay một phát cũng đủ để đánh gục tất cả. Ngay khi vừa định ra tay, đột nhiên có giọng của một người đàn ông vang lên từ trên lầu. Ai gây chuyện? Vừa dứt lời. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, nữ nhân viên lễ tân lập tức tỏ ra vui mừng. Quản lý Quý. Một người đeo kính tóc húi cua từ trên lầu bước xuống, đây chính là tổng quản lý của ngõ Yên Hoa bọn họ, quản lý Quý. Lai lịch của quản lý Quý này không hề tầm thường, so với nữ nhân viên lễ tân kia còn lợi hại hơn nhiều, cho dù các vị khách có mặt mũi khác cũng vô cùng khách khí khi gặp ông ta. Sau khi quản lý Quý bước xuống, ông ta lập tức cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Có chuyện gì? Nữ nhân viên lễ tân chỉ vào Tần Lâm rồi nói, người này đến đây kiếm chuyện, hai lần vào đều không tiêu tiền, sau đó còn nhất quyết đòi xem camera giám sát. Quản lý Quý cười khẩy, xem camera giám sát, đủ tư cách hư. Mặt Tần Lâm lộ ra vẻ giễu cợt, tôi không đủ tư cách đúng không? Vậy ông nói xem ai đủ tư cách, để tôi gọi một lượt qua nào. Quản lý Quý hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ khinh thường, ý của cậu là... Cậu quen được vài người sao? Tần Lâm nói, ông có thể nói ra thử. Trong ngành này cũng chỉ có mấy người đó, chắc hẳn Tần Lâm sẽ quen. Hơn nữa còn rất thân thiết.
Quản lý Quý cười phá lên, cậu cũng tấu hài thật đấy, người như cậu thì quen được ai chứ? Vậy tôi kể cho cậu nghe một vài cái tên nhé, ông chủ Bùi Bùi Lương, có quen không? Anh Đông Đoàn Bảo Đông, anh Long Long Ích Huy, ông chủ Đồng Phương Châu. Ha ha ha, nhìn cái mặt đơ ra của cậu kìa, sao thế, chắc chưa từng nghe qua mấy cái tên này nhỉ? Tần Lâm chỉ cảm thấy buồn cười, vốn tưởng rằng nói ra nhân vật lớn cỡ nào, hóa ra lại là mấy người này. Hình như ông nói thiếu một người nhỉ? Hả, ai, quản lý Quý sững ra. Tần Lâm liền nói, Lôi Hồng của tỉnh lỵ, còn có cả lão toàn cấp dưới của cô ấy, sao ông lại không nhắc đến? Quản lý Quý chợt sững ra, sau đó cười chế nhạo. Cậu cũng biết nhiều đấy, nhưng gan cậu cũng không nhỏ nhỉ, lại dám gọi thẳng tên chị Hồng, sắc láo thật đấy, nếu như để chị Hồng nghe thấy thì cậu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đó. Tần Lâm cười khẩy, chịu trách nhiệm, sao tôi lại không tin nhỉ? Nhìn thấy bộ dạng không chút sợ hãi của Tần Lâm, quản lý Quý tức đến cười phá lên. Tên nhóc, đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội, tôi cho cậu 10 phút để gọi người đến, nếu không có thì tôi sẽ phế chân và tay cậu. Tần Lâm nghe xong liền bật cười. Được, là do ông nói đấy nhé. Tần Lâm lấy điện thoại ra rồi mở Zalo trước mặt mọi người. Nhìn thấy Tần Lâm mở tin nhắn, mọi người đột nhiên cười rộ lên. Sao thế, có thể tìm người bằng cách nhắn tin à? Ha ha ha, cậu có thể kiếm được ai trên Zalo chứ? Ha ha, chắc không phải dùng Zalo để báo cảnh sát đấy chứ? Gọi bạn bè thân thiết hay bạn xấu đây? Tôi nghĩ cậu nên ngoan ngoãn xin lỗi quản lý một tiếng rồi cút ra khỏi đây đi, thật là mất mặt, chẳng phải đang ảnh hưởng đến công việc làm ăn của chúng tôi sao? Quản lý Quý khua tay, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu. Không sao, cứ để cậu ta gọi, vừa hay hôm nay tôi cũng giết gà dọa khỉ để ra uy, cho mọi người biết được ngõ hiên hoa của chúng tôi không phải ai cũng có thể ở đây ngông cuồng được. Lời nói của quản lý Quý khiến tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Dường như nó đã trở thành công việc đáng tự hào ở nơi đây. Thử thách tìm trang gốc, Gecko chùm truy vn. Tần Lâm gật đầu, mặt lộ ra vẻ chế nhạo. Xiết gà dọa khỉ, nói hay lắm, vừa hay tôi cũng muốn. Nói xong, Tần Lâm lập tức tạo thành một nhóm, bên trong đều là người mà anh quen. Lôi Hồng, Lão Toàn, Đồng Phương Châu, Long Ích Huy, Bùi Lương. Sau khi lập nhóm, Tần Lâm liền phát định vị. 10 phút nữa đến đây. Tần Lâm chỉ gửi đi vỏn vẹn mấy chữ như thế này. Trong vòng 5 giây, tất cả người trong nhóm đều cùng trả lời, được. Bọn họ không dám không tuân theo cậu Tần, hơn nữa cậu Tần còn là người lập ra nhóm này, nếu đã gọi mọi người đến thì chắc hẳn phải có chuyện gì đó. Nếu ai không đi, e rằng sẽ phải gặp xui xẻo. Sau khi nói xong, Tần Lâm lập tức cất điện thoại vào túi. Nhìn thấy động tác của Tần Lâm nhanh như vậy, quản lý Quý chợt sững sốt. Gọi người rồi à, xong rồi, cũng nhanh quá rồi đó. Chắc không phải cậu định tấu hài đấy chứ? Đúng vậy, vừa rồi cậu vừa mở Zalo, chắc không phải để gửi tin nhắn cầu xin đấy chứ? Ha ha ha, hài hước thật đấy, không dám báo cảnh sát lại nhờ bạn bè cứu giúp à. Lát nữa chắc là đám người nhà cậu sẽ đến đây gây chuyện chứ gì? Nếu như vậy thì chúng tôi sợ thật đấy. Tần Lâm nghe xong liền bật cười, những người vừa rồi ông nhắc đến, lát nữa sẽ đến đây. Quản lý Quý cười phá lên, ha 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 ha, tên ngốc cậu từ đâu đến thế, muốn chọc cười chúng tôi à? Những người vừa kể lúc nãy đều là những tên tuổi lớn, chỉ cần một người đến cũng đủ khiến bọn họ kinh hãi, huống chi là tất cả. Chẳng phải là điều viển vông ư, không nói đến việc Tần Lâm quen nhiều người đến vậy. Cho dù anh có quen biết rộng đi nữa thì cũng không thể nào gọi được tất cả những người này đến trong một lần được. Anh nghĩ anh là ai? Quản lý Quý và những người khác chế nhạo Tần Lâm một cách trắng trợn, cảm thấy anh như một tên hề đang làm trò trước mặt mọi người. Chẳng mấy chốc, bên phía tỉnh lỵ, Lôi Hồng vừa biết được việc liền lập tức xông ra ngoài. Lão Toàn, lái xe. Lúc này, Lão Toàn cũng tức tốc chạy đến, bởi vì trong nhóm chat Tần Lâm tạo cũng có ông ta. Lão Toàn lập tức lái một chiếc xe thể thao đưa Lôi Hồng đến Đông Hải. Dù gì bọn họ cũng đang ở tỉnh lỵ, muốn đến được Đông Hải thì nhanh nhất cũng phải mất 20 phút, nhưng Tần Lâm lại yêu cầu 10 phút, vậy nên Lão Toàn mới phải lái xe có tính năng chạy đến 200 dặm một giờ để chạy nước rút. Phía Đoàn Bảo Đông cũng đang giải quyết sự việc, vừa nhìn thấy tin nhắn của Tần Lâm liền lập tức bỏ lại tất cả.
Tiểu Long, mau đi thôi. Long Ích Huy gật đầu, giao việc lại một cách ngắn gọn để cho đàn em xử lý, sau đó Long Ích Huy trực tiếp lái xe chạy sang. Bùi Lương đang nằm trên người phụ nữ, ông ta thuộc kiểu cú đêm, ban ngày tương đối nhẹ nhàng, đến tối mới bắt đầu hoạt động. Nhìn thấy tin nhắn của Tần Lâm, Bùi Lương lập tức ngồi phát dậy. Anh Bùi, anh làm gì thế, người phụ nữ còn đang ngái ngủ liền tỏ ra bất mãn. Bùi Lương vội nói, mẹ kiếp, đừng có làm nũng nữa, mau đi chuẩn bị xe cho tôi phải đi đến ngõ Yên Hoa một chuyến. Người phụ nữ nghe vậy, liền trở nên buồn bực. Làm gì vậy anh Bùi, em vừa chơi với anh xong, sao lại đi đến ngõ Yên Hoa rồi? Bùi Lương vừa mặc quần vừa trợn tròn mắt, đừng có mà nghĩ lung tung nữa, bên đó xảy ra chuyện rồi. Người phụ nữ sững ra, nhìn thấy bộ dạng vội vã của Bùi Lương nên cô ta cũng không dám làm bậy nữa, vội hỏi. Lão Bùi, đã xảy ra chuyện gì thế? Chuyện quan trọng liên quan đến mạng người, nếu như tôi không đi, không khéo sẽ chẳng còn mạng nữa đâu. Ngõ Yên Hoa này thực ra là địa bàn của Bùi Lương, đoàn Bảo Đông bình thường sẽ không quản lý đến những chỗ như thế này, bây giờ hai người, cùng nhau, làm, phân chia công việc rất rõ ràng, vậy nên chỗ nào đoàn Bảo Đông không thích đều đẩy tất cả cho Bùi Lương. Lúc trước ông chủ Bùi cũng từng làm những việc này, đương nhiên nắm rõ tất cả mọi thứ. Chỉ là trước đây không mấy đứng đắn, tùy tiện hơn, bây giờ có cậu Tần ở phía sau, làm việc gì thì cũng nên kiềm chế một chút. Hôm nay cậu Tần gửi định vị ở ngõ Yên Hoa và bảo bọn họ đến đó, chắc chắn là có chuyện không lành. Mặc dù những gì ông chủ Bùi vừa nói có hơi cường điệu, nhưng chắc rằng ông ta thực sự sợ hãi. Sợ rằng Tần Lâm sẽ bất mãn với ông ta, chỉ một câu nói của cậu Tần cũng đủ để quyết định vận mệnh của ông ta. Bùi Lương nhanh chóng mặc quần áo rồi lập tức phóng xe đi. Chẳng mấy chốc đã có một chiếc xe dừng trước cửa của ngõ Yên Hoa, đó là một chiếc Mercedes-Benz Maybach. Lai lịch của chủ nhân chiếc xe này chắc chắn không phải tầm thường, vậy nên khi vừa mới dừng xe đã có người lập tức đi qua tiếp đón. Quản lý Quý nhìn thấy liền cau mày, giờ này thì ai còn đến đây chứ? Sao lại không báo trước? Ông ta nhanh chóng nói với nhân viên bảo vệ, trông chừng cậu ta, đừng để cậu ta ăn nói bậy bạ. Để tôi đi xem thử. Nhân vật lớn như vậy đến, quản lý Quý nhất định phải đi tiếp đón. Vừa đến trước cổng, quản lý Quý đẩy cửa ra. Liền nhìn thấy Bùi Lương bước xuống từ chiếc Maybach. Quản lý Quý bỗng nở ra nụ cười nịnh nọt. Ông chủ Bùi, sao anh đến đây lại không nói cho em một tiếng? Sắc mặt Bùi Lương u ám, không thèm nhìn ông ta lấy một cái, lập tức đi vào bên trong. Vào đại sảnh, nhìn thấy mấy nhân viên bảo vệ đang bao vây Tần Lâm, ông chủ Bùi nhất thời kinh hãi. Làm gì đó, tụi mày đang làm gì thế, muốn chết à? Ông chủ Bùi là nhân vật như thế nào chứ? Đó chính là chỗ dựa của bọn họ. Đám người này nhìn thấy ông chủ Bùi giống hệt như mèo nhìn thấy chuột, vô cùng sợ hãi. Vậy nên khi nhìn thấy ông chủ Bùi, tất cả đều sợ đến mức không thốt nên lời. Ông chủ Bùi làm sao thế, vừa vào đã mắng người. Quản lý Quý đưa ra, sau đó vội vàng chạy lại hỏi. Ông chủ Bùi, anh sao vậy? Ông chủ Bùi lập tức giáng một cú tát, bốp, ngay lập tức đánh vào đầu của quản lý Quý. Nằm trên mặt đất, ông chủ Bùi hừ lạnh một tiếng, sao thế? Mày có tin tao giết chết mày không? Quản lý Quý ngây ngốc, nằm trên mặt đất với vẻ mặt vô tội. Tần Lâm nhìn thấy vậy, bèn nói. Ông cứ đứng sang một bên trước đi. Tần Lâm vừa mở miệng, ông chủ Bùi đã gật đầu, ngoan ngoãn đứng sang một bên, trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh. Quản lý Quý và nữ nhân viên lễ tân như chết lặng, ông chủ Bùi trở nên nghe lời như vậy từ khi nào cơ chứ? Tần Lâm lại có thể ra lệnh cho ông ta được. Chuyện này. Ngay lúc này, bỗng có một chiếc siêu xe khác đậu ở trước cửa, là một chiếc Audi A8, xe riêng của đoàn Bảo Đông. Rất nhanh cả đoàn Bảo Đông và Long Ích Huy đều xuống xe, hai người lập tức xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rồi lập tức chau mày. Cậu Tần, chuyện này. Quản lý Quý và nữ nhân viên lễ tân sững sờ, cả mấy nhân viên bảo vệ kia cũng ngơ ngác. Đây chẳng phải anh Đông và anh Long sao? Sao hai người này lại đến đây? Ông chủ Bùi có thể xuất hiện đã đủ khiến bọn họ sốc rồi, không ngờ anh Đông và anh Long lại cùng xuất hiện, thật quá đáng sợ rồi. Hôm nay chắc có chuyện gì lớn nhỉ? Lại kéo nhiều người đến thế này. Tần Lâm liền nói, hai người cứ đợi trước đã. Tần Lâm vừa dứt lời,
Đoàn Bảo Đông và Long Ích Huy đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngoan ngoãn đứng sang chỗ ông chủ Bùi. Cả ba còn đứng ngay ngắn hơn cả bảo vệ, điều này càng khiến đám nhân viên bảo vệ cảm thấy hổ thẹn. Đứng cũng không, đi cũng không, hiện tại tiêu điểm ở hiện trường đều dồn về phía Tần Lâm, bây giờ làm sao bọn họ dám ra tay với anh đây? Bọn họ nhìn sang quản lý Quý với ánh mắt dò hỏi. Vẻ mặt quản lý Quý càng thêm ngượng ngùng, mấy nhân vật lớn này đến nhiều quá rồi, ba nhân vật lớn này đều phải nghe lời Tần Lâm một mạch, ông ta còn dám nói gì nữa đây? Tiếp tục nằm đó giả chết, quản lý Quý không nói thêm lời nào, cứ để mọi người nhìn chằm chằm vào ông ta như vậy. Một phút sau, ông chủ Đồng lái xe đến trước cửa, vừa vào liền thở không ra hơi, dáng vẻ vô cùng gấp gáp, dù gì cũng đã đi một quãng đường xa đến đây, đúng 10 phút, không biết đã phải vượt bao nhiêu đèn đỏ mới đến được đây. Vừa bước vào, quản lý Quý hoàn toàn ngỡ ngàng. Đồng Phương Châu, ông chủ Đồng. Ông chủ Đồng tuy là người của tỉnh lân cận nhưng lại vô cùng có tiếng ở đây, ngang hàng so với chị Hồng, hoàn toàn không thể nào ngờ được, ông chủ Đồng lại xuất hiện ở đây. Lẽ nào đều là do đoạn tin nhắn kia của Tần Lâm sao? Ông chủ Đồng bước đến chỗ Tần Lâm, tỏ ra cung kính. Cậu Tần, cậu cần tôi giải quyết ai? Ông chủ Đồng khá bình tĩnh, hơn nữa làm gì cũng hào sảng, chỉ cần là mệnh lệnh của Tần Lâm thì ông ta sẽ làm ngay tại chỗ. Tần Lâm chỉ về phía Đoàn Bảo Đông. Ông qua đó đứng trước đi. Vâng. Ông chủ Đồng không dám phản bác, trực tiếp đi về phía mấy người Đoàn Bảo Đông rồi đứng thành một hàng ngay ngắn. Giống hệt như Tần Lâm đang huấn luyện bọn họ vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai chân quản lý Quý mềm nhũn ra. Vừa rồi không muốn đứng lên vì muốn trốn tránh, bây giờ là do chân mềm nhũn nên không thể đứng dậy được. Tần Lâm này rốt cuộc là thánh thần phương nào đây? Ông chủ Đồng vừa đến, lập tức liền có một chiếc Mercedes-Benz Big G đến sau, một người phụ nữ mặc đồ đỏ và một người đàn ông trung niên tiến vào. Chị Hồng, anh Toàn. Quản lý Quý hoàn toàn chết lặng. Chị Hồng cũng đến rồi ư. Lôi Hồng là chị đại của tỉnh Lỵ, nhân vật quyền lực nhất của tỉnh Hán Đông. Hơn nữa còn là một nữ cường, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây. Lôi Hồng nổi tiếng từ rất sớm, chỉ tiếc là luôn ở dưới trướng người khác. Sau này tên đầu sỏ ở tỉnh Lỵ đã bị Tần Lâm giết nên cô mới có thể trở ngồi vào chiếc ghế đó. Sau đó, Lôi Hồng, Đoàn Bảo Đông và những người khác mới bắt đầu liên kết lại, dần dần ổn định thế lực ở toàn tỉnh Hán Đông. Có thể nói rằng, bây giờ Lôi Hồng đã ngang hàng với Đồng Phương Châu. Bọn họ thật sự không thể ngờ Lôi Hồng lại đến đây, đây chẳng phải là đang mời cả hai anh chị đại của cả tỉnh Hán Đông và tỉnh lân cận đến sao? Các nhân vật lớn của hai tỉnh đều đang đứng xếp hàng ở đây, nghe theo lệnh của Tần Lâm. Thật sự khiến cho người ta phải sốc. Tần Lâm lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó liếc sang quản lý Quý rồi nói. Đây là cấp dưới của các người nhỉ, kiêu ngạo phết đấy, vừa rồi còn muốn đánh gãy tay chân tôi nữa cơ. Bùi Lương lập tức đứng ra, mẹ mày muốn chết à? Dám vô lễ với cậu Tần. Dứt lời, Bùi Lương liền lấy một cái ghế dài đập về phía ông ta. Bịch bịch bịch, bị Bùi Lương đánh, quản lý Quý vẫn không dám nói tiếng nào, cứ chấp nhận chịu đánh từng đợt như vậy. Ông chủ Bùi vô cùng tức giận, tên ngốc này dây vào ai không dây, cứ động vào cậu Tần làm gì, bây giờ có giết ông ta cũng chẳng thừa. Vài phút sau, quản lý Quý đã bị Bùi Lương đánh đến mức nằm lăn ra đất, cả tay chân đều bị đánh gãy. Tần Lâm nhìn thấy liền cười khẩy, hôm nay cho ông biết một chút cái gì là giết ga dọa khỉ. Nói xong, Tần Lâm liền chỉ vào đại sảnh rồi nói. Đập. Vừa dứt lời, Bùi Lương, Đoàn Bảo Đông và những người khác đều bắt đầu đập nát cửa tiệm. Các ông chủ lao vào làm, đương nhiên đám đàn em cũng không dám ngồi yên, một nơi sang trọng như thế này đã bị đập tan nát trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Bùi Lương tỏ ra như một học sinh làm sai vậy, vô cùng cung kính nói với Tần Lâm. Cậu Tần, cậu xem. Tần Lâm nói, cứ vậy đi. Đem camera giám sát ra đây. Nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía nữ nhân viên lễ tân. Cô ta sợ hãi đến mức chân mềm nhũn. Vừa rồi khi quản lý Quý bị đánh, cô ta sợ đến chết khiếp, sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo. Nhưng may là Tần Lâm không hề ra tay với phụ nữ, nên cô ta mới có thể thoát được. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nữ nhân viên lễ tân, khiến cô ta sợ đến mức không thốt thành tiếng. Bùi Lương trừng mắt, ngây ra đó làm gì?
còn không mau lấy camera giám sát ra cho cậu Tần. Vâng vâng vâng. Nữ nhân viên lễ tân nhanh chóng gật đầu, sau đó cố gắng đứng dậy bước từng bước khó khăn vào trong quầy bar. Lúc này quầy bar đã bị đập phá, nhưng đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên. Nữ nhân viên lễ tân vội vàng đưa ra camera giám sát lúc hôm qua Tần Lâm đi vào, sau đó mở video ra, rồi gửi vào điện thoại của Tần Lâm. Lúc này đây, nữ nhân viên lễ tân đang hối hận muốn chết, thực ra kiểm tra camera giám sát rất đơn giản, chủ yếu là do cô ta không thể ngờ rằng Tần Lâm lại lợi hại đến vậy. Nếu sớm biết như thế thì cô ta đã đưa ra ngay từ đầu rồi, sao có thể thành ra phiền phức lớn như vậy chứ? Tần Lâm lấy được camera giám sát, sau đó quay sang nói với Bùi Lương. Chỗ rác rưởi này, đổi thành tiệm cơm đi. Bùi Lương gật đầu lia lịa, vâng. Nói xong, Tần Lâm liền lấy điện thoại rồi quay đầu rời đi. Để lại đám ông lớn này đứng đây nhìn nhau. Nhìn thấy bóng lưng Tần Lâm, tất cả mọi người đều cảm thán, đây mới chính là giết gà dọa khỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.